thủy sản đi, Ngọc bán như này. Em thử vào đích Đinh Ngọc xong rồi em xem có thấy livestream của chị không. Đi vào trong nhà lấy một cái máy trong nhà đi. Facebook Đinh Anh bị lỗi like rồi em ạ. Bị lỗi like tại vì chị sang nick này là like được, còn nick kia thì không like được. Mình like chứ mình lên chứ từ sáng giờ không lên được thì là nó bị lỗi nặng. Rồi xin chào mọi người nha. Tình yêu ơi, các chị ơi, vào livestream chấm bài biết cho em nào. Facebook Đinh Anh nó bị lỗi mạng ấy. Em từ ngày hôm qua đến bây giờ nó bị lỗi Face. Từ hôm qua đến bây giờ em không like nổi ở trên Facebook luôn các chị yêu ạ. Chị nào đang ở trong livestream chấm bài biết cho em nha. Hôm nay về em thật sự là về quá là nhiều hàng mới luôn mà cuối cùng em không lên được một, không like được một tí nào luôn nha. Đấy. Lên rất về rất là nhiều hàng mới mà không lên được một tí nào luôn mọi người ơi. Nào nhanh tay chia sẻ bài viết cho em nha. Xin chào Lương Phương, xin chào Lương Phương. Nào vào livestream chia sẻ bài viết cho em nhé các chị yêu ơi. Chị nào đang ở trong livestream chia sẻ bài viết cho em nhá. Mạng nhà em hiện tại nó đang rất là lỗi nên là em cần sự chia sẻ của mọi người nhá. Bác nào chia sẻ livestream chuẩn bị em sẽ tặng quà các chị yêu nhá. Bác nào chia sẻ livestream chia sẻ em sẽ tặng quà cho ạ. Bộ đồ giúp cho em nhá, tặng mã bộ đồ giúp cho em các chị yêu ơi. Tặng bộ đồ giúp cho em nhá các chị yêu nhá. Rồi, xin chào, xin chào. Chào Huệ Cherry nha, nhìn thấy chị không? Vào livestream chia sẻ bài viết đi, em tặng quà bất chấp cho các tình yêu luôn đây. Nhanh tay nào, bác nào vào livestream thì chia sẻ bài viết cho em nhá. Facebook Đinh Anh của nhà em nó đang bị lỗi mạng ấy các chị yêu. Nó đang bị lỗi mạng nên em không thể nào em lên nổi các chị yêu ạ. Đấy, 16 người xem rồi. Trời ơi, bán nick này thì chắc là không chưa ạ. Bởi vì là nick này thi thoảng em mới bán thôi. Trần Lan xin chào nha. Xin chào Trần Lan nào. Chị nào đang ở trong livestream thì chia sẻ bài viết dần đi cho em nhá. Chuẩn bị em lên mã tặng đấy các chị yêu ơi. Chuẩn bị lên mã tặng cho mọi người nhá. 20 người xem rồi, 20 người xem rồi. Đấy, chị nào đang ở trong livestream thì chào em một nhát nữa các chị yêu nha. Chào một phát cho em ạ. Xin chào Tít Thối. Xin chào chị Hoàng Lan. Chị nào đang ở trong livestream thì chào em một phát nhá. Facebook của nhà em nó bị Facebook Đinh Anh nó bị lỗi từ ngày hôm qua đến bây giờ không thể like nổi luôn nhá. Lên like không thể like nổi luôn, không tương tác được với ai cả. Đấy, nên là chị yêu nào đang ở trong livestream thì chia sẻ dần bài viết cho em để em tặng quà cho các tình yêu nhá. Sẽ tặng quà cho tất cả những chị nào mà chia sẻ bài viết được chưa? Đấy, sẽ tặng quà cho tất cả các chị chia sẻ bài viết hộ em nhé các chị yêu nha. Chào Vũ Kim Oanh này, chào Linh Nam này. Đấy, chào Vũ Kim Oanh, chào Linh Nam. Bác nào đã chia sẻ bài viết comment ra đây để em lên mã tặng liền luôn nha. Đấy, chị nào đã chia sẻ bài viết để em lên mã tặng liền luôn. Xin chào chị Đam Nguyễn, xin chào chị Phương Quyên. Đấy, em chia sẻ 20 hội nhóm rồi. Chị nào đã chia sẻ để lại số điện thoại cho em nha. Đã chia sẻ để lại số điện thoại cho em nhé, em sẽ tặng quà cho mọi người. Xin chào Tít Thối này. Quên cảm ơn Huệ Cherry, cảm ơn Tít Thối. Để lại số điện thoại nhà chị lên mã tặng nào. Để lại số điện thoại nhà chị sẽ lên mã tặng luôn nha. Nhanh tay, trời ơi, tặng cho hẳn mấy cái khăn đẹp xịn sò này luôn. Tặng cho hẳn mấy cái khăn đẹp xịn sò này luôn. Nhanh tay, bác nào đang ở trong livestream thì chia sẻ bài viết hộ em. Nhanh tay nhá. Chị nào đã chia sẻ comment hộ em, chữ đã chia sẻ kèm số điện thoại hộ em. Được chưa? Face Đinh Anh nó đang bị lỗi rất là nhiều các chị yêu ơi, đang bị lỗi cực kỳ là nhiều cho em. Được chưa? Các bạn để lại cho em số điện thoại kèm số nhóm hộ em các chị yêu nhá. Số điện thoại kèm số nhóm hộ em. Được chưa? Số điện thoại kèm số nhóm hộ em các chị yêu nha.
Đấy, ok đã nhìn thấy vậy Cherry để lại số điện thoại này, Tiết Thứ đã để lại số điện thoại này. Chị nào đã ở trong livestream để lại số điện thoại cho em thì nhanh tay chia sẻ nha. Chào Hà Trinh nha, chào Hà Trinh. Đấy, chào Ngọc Lan nha. Bác nào ở trong livestream này chia sẻ bài viết cho em. Xin chào chị Hoàng Lan. Hôm qua mà không thấy, hôm qua vào mà không thấy đâu, tại vì Face nhà chị nó đang bị lỗi. Face Đinh Anh đang bị lỗi, không thể nào mà lên tương tác được với khách. Bật livestream là không một ai xem luôn, nghĩa là nó mất hết tất cả tương tác đối với khách hàng luôn ấy ạ. Áo này còn nha Thảo Trang ơi. Xin chào Trần Loan, Trần Loan này. Ok, bắt đầu em lên mã tặng các chị yêu nha. Bắt đầu em lên mã tặng hộ em. Bộ đồ đầu tiên nha, bộ đồ đầu tiên ok này. Bộ đồ đầu tiên nhá, có áo chị đang mặc không ạ? Có áo chị đang mặc Huệ Cherry ơi. Nào, mã đầu tiên nào, mã đầu tiên ok, tặng cho Huệ Cherry một bộ ok này. Tất cả các chế đều được tặng hết cho em nha, Huệ Cherry một bộ hộ em. Những chị nào chia sẻ livestream em sẽ đều tặng hết các chị yêu nha. Những chị nào chia sẻ livestream em sẽ đều tặng hết hộ em. Được chưa? Nào nhanh tay bác nào chia sẻ nữa nào. Nhanh tay chia sẻ ghi số hộ nhóm cho em. Mạng nhà em bây giờ hiện tại đang rất là lỗi mạng. Nên là chị nào chia sẻ bài viết để nhanh lại số điện thoại giúp cho em ok nha. Đuôi 078 Huệ Cherry 20 hộ nhóm ok tặng luôn nha em nha. Rồi tiếp tục này, tiếp tục một bạn nữa cho chị nha. Ok, Mai Ca 70 hội nhóm cho chị nào. Mai Ca một bộ đồ 70 hội nhóm cho chị nha. Nhanh tay bạn, các bạn tiếp tục cho em nào. Tiếp tục chia sẻ bài viết giúp cho em nha. Tiếp tục nào. Nào nhanh tay tiếp tục comment hộ em. Ừ, comment chia sẻ bài viết cho chị đi em. Chia sẻ bài viết cho chị đi nào. Chia sẻ bài viết đi chị tặng nhá. Tại vì là nhà chị cũng có không tiếc quà đâu các chị yêu ơi. Em không tiếc quà đâu, chỉ cần các chị yêu chia sẻ bài viết cho em thôi. Được chưa? Em không hề tiếc quà. Các chị yêu chỉ cần vào livestream chia sẻ bài viết cho em. Facebook Đinh Anh đang bị lỗi. Được chưa? Bật lên là nó không tương tác được với khách. Nhiều khi là nó hay bị chặn like các chị yêu ơi. Nó hay bị chặn like đấy. Đấy, mấy ngày hôm nay em lên liền lúc và không thể nào livestream được. Được chưa? Không thể nào livestream được cho em. Ok, em bắt đầu em tặng tiếp cho một bạn tiếp theo hộ em ạ. Một bạn tiếp theo hộ em, đây là mã tặng chị Big Zero nha. Chị Big Zero ơi, đây là một mã tặng hộ em. Ok, tiếp tục một chị tiếp theo nha. Ok này, Lương Phương 25 hộ nhóm hộ em ạ. Lương Phương 25 hộ nhóm đuôi 616 ok nha. Đuôi 616 của Lương Phương 25 hộ nhóm ok tặng luôn ạ. Tiếp tục này, Lương Phương đuôi 616 25 hộ nhóm ok tình yêu. Tiếp tục một bạn nữa hộ em nào. Chia sẻ cho em 20 hộ nhóm đi các chị yêu ơi, đừng chia sẻ 10 nhóm nữa nào. Thương em chia sẻ lên cho em 20 hộ nhóm trở lên các chị yêu nhá. Chia sẻ 20 hộ nhóm trở lên. Ok, nhìn thấy bạn Tít Thối chia sẻ 262 37 hộ nhóm nào. Ok, tặng quà cho bạn Tít Thối đuôi 262 nha. 37 hộ nhóm ok em. Được chưa? Tít Thối một bộ đồ tiếp tục cho chị này. Nhanh tay tiếp tục hộ em bộ đồ kèm số điện thoại nha. Tặng rất là nhiều phần quà cho các tình yêu luôn. Được chưa? Bác nào đang ở trong livestream nhanh tay chia sẻ bài viết, tặng cực kỳ là nhiều quà cho các chị yêu nha. Nào nhanh tay tiếp tục hộ em nào. Rồi, 85 người xem rồi, nhanh tay nha. Cứ comment ra đây, bắt đầu em đi lấy quà cho các chị yêu nha. Cứ comment ra đây, em đi lấy quà cho các tình yêu ạ. Quá lớn luôn, áo gió áo dụng các chị yêu này, áo gió áo viết cho em các chị yêu ơi, áo gió áo viết cho em các chị yêu nhá, áo gió các thứ này. Nào nhanh tay chia sẻ bài viết để chuẩn bị lên mã tặng áo gió hộ em. Được chưa? Chia sẻ bài viết, chia sẻ nhiều nhiều lên một tí nào để tặng cho các chị yêu những cái mã áo gió hộ em, tặng áo gió không đồng các chị yêu nha. Nhanh tay chia sẻ bài viết, chia sẻ từ 20 hội nhóm trở lên đi các bác ơi, chia sẻ 10 hội nhóm ít quá. Nào nhanh tay chia sẻ 10 hội nhóm ít quá các chị yêu ơi. Áo gió cho em nha. Áo gió này nó là hàng Trung Quốc xuất khẩu cho em. Được chưa? Có 3 chiếc áo gió dành cho 3 chị cho em. 3 chiếc áo gió dành cho 3 chị cho em nha. Ok chưa ạ? Đấy, 3 chiếc áo gió dành cho 3 chị cho em. Được chưa? Nào nhanh tay nào. Nhanh tay hộ em nha. Tiếp tục em chọn một bạn tiếp theo. Áo gió này khi lên mốc 150 người xem em sẽ tặng 3 chị nha. Lên mốc 150 người xem em sẽ tặng 3 chị. Nào, ok này. Một chị tiếp theo là chị Bùi Bình 60 hội nhóm đôi 599 nha. Tiếp tục này. Một mã quần tiếp theo tặng cho chị Bùi Bình. Một mã quần tiếp theo em tặng cho chị Bùi Bình nha. Được chưa? Mã quần này nó là mã quần hàng co giãn mặc cực sướng hộ em. Lên mốc 150 người xem bắt đầu em sẽ tặng cho các chị yêu là 3 chiếc áo gió hàng cao cấp của nhà em nha. Đang bán
bán bên ngoài là 350 em sẽ tặng cho các chị ạ. Đây, chị Bùi Bình nhá, đuôi 599 là chị Bùi Bình, ok chị yêu đây. 599 Bùi Bình. Comment liên tục lên hộ em, chị yêu nào thích quà thì comment liên tục lên hộ em nhá. Tiếp tục nào, một mã quần tiếp tục hộ em nhá. Một mã quần tiếp tục hộ em, đây là mã quần dáng baggy cho em màu nâu tây cực kỳ trẻ luôn ạ. Đấy, một mã quần baggy màu nâu tây cực kỳ trẻ cho em luôn. À, em ơi áo gió nhà chị không bán, hiện tại áo gió nhà chị chỉ có duy nhất 3 chiếc thôi. Chỉ có duy nhất 3 chiếc nên nhà chị không bán. Nhà chị chỉ để tặng thôi nha. Nhà chị chỉ để tặng thôi, không bán nha. Chỉ để tặng thôi, được chưa? Nào một mã quần tiếp tục cho em nha. Nhớ là chia sẻ bài viết lên mức 150 người xem, bắt đầu em sẽ tặng cho các chị yêu là 3 chiếc áo gió cho em nhá. Tiếp tục này, một chiếc hộ em nữa này, một chiếc quần hộ em này, một chiếc quần hộ em nha, một chiếc quần hộ em này. Ok, chị Đan Nguyễn hộ em 40 hộ nhóm này, đuôi 839, em ơi lấy cho chị, bật cho chị quạt này, em rất là nóng, chị đang rất là nóng này. Nào, đuôi 839 ok nha. Nào, tiếp tục cho em một chiếc tiếp theo nào. Tiếp tục một chiếc áo len cho em nào, nhanh tay một chiếc áo len Gucci cho em. Tiếp tục một chiếc áo len Gucci yêu chị yêu nào đây ạ. Tiếp tục nào, một chiếc áo len Gucci yêu chị yêu nào đây. Chia sẻ bài viết cho shop nào. Shop đang, nick này của shop đang bị hỏng các tình yêu ơi. Nhanh tay vào chia sẻ bài viết cho shop nha. Nhanh tay vào chia sẻ bài viết cho shop nào. Nick tiếp tục cho em một bạn nữa nào. Tiếp tục một bạn nữa hộ em nha. Ok, một bạn nữa hộ em, Huệ Cherry rồi này, Đâm Nguyễn rồi này, được chưa? Một bạn nữa là bạn Ngọc Nguyễn cho chị nha. Ngọc Nguyễn đuôi 898 một chiếc áo len, được chưa? Ngọc Nguyễn đuôi 898 một chiếc áo len nè. Tiếp tục một mã váy ren nha. Một mã váy ren hộ shop này, một mã váy ren nha các chị yêu ơi, một mã váy ren. Một mã váy ren này chốt cho bạn nào đây ạ? Một mã váy ren nha. Chốt cho chị Nguyễn Thị Hương đi ạ, đuôi 622. Nguyễn Thị Hương đuôi 622 sẽ chiên tất cả các chị chia sẻ bài viết cho nhà em, được chưa? Đấy, nhiều khi là các chị cứ xem các livestream của shop khác mà xem, các chị cứ chia sẻ mỏi mồm, cái mỏi tay. Em nói thật phải chia sẻ mỏi tay luôn, nhưng người ta chỉ chọn có 1-2 chị thôi. Đấy, 1-2 chị tặng quà thôi, chứ còn nhà em là chắc chắn là sẽ tặng cho mọi người nhá. Đấy, các chị cứ chia sẻ đi, em sẽ tặng tiếp nào. Rồi, lên mốc 150 người xem em sẽ tặng cho các chị yêu áo gió, 3 chiếc áo gió cho em 3 màu các chị nhá. 3 chiếc áo gió 3 màu hộ em, toàn bộ là áo gió hàng new hết các chị yêu ơi. Toàn bộ là áo gió hàng new hết. Chị nào nhanh tay chia sẻ bài viết nào. Đây, phần quà lớn của nhà em nhá. Quần áo gió này là áo gió hơn 300.000 cho em, rất là xinh các chị yêu ơi. Đấy, đấy, hơn 300.000 áo gió cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh hộ em ơi. Đây đây các chị nhìn này. Đầy đủ tem mác xịn sò các chị yêu nha. Có 3 màu hộ em, có 2 màu là màu rêu và màu xanh than hộ em các chị yêu ơi. 2 màu rất là dễ mặc và sạch. Đấy, áo gió đi ở ngoài đường các chị mặc cái màu rêu và màu xanh nó rất là sạch sẽ các chị yêu nhá. Cực kỳ sạch sẽ này. Đấy và ấm, toàn bộ là áo gió hàng 2 lớp hộ em các chị yêu nhá. Duy nhất còn 3 chiếc nữa em sẽ tặng cho các chị luôn. Đây là áo gió này của nhà em chỉ còn 3 chiếc nữa nha. 3 chiếc nữa em tặng luôn cho mọi người được chưa ạ? Còn 3 chiếc áo gió nữa nên em sẽ tặng luôn cho mọi người luôn nha các chị yêu nha. Tặng miễn phí luôn cho các chị yêu đấy ạ. Tặng miễn phí luôn cho mọi người nha. Được chưa? Đấy, áo gió này nào. Áo gió nha, lên cho em mốc 150 người xem chia sẻ bài viết đi ạ. Ừ, chia sẻ bài viết đi cho em nha. Áo gió này tặng miễn phí đến tay ai đây ạ? Áo gió này là hàng 350 hộ em. 98 người xem là không tặng ở đâu các chị yêu ơi. Lên cho em mốc 150 người xem các chị yêu nha. Lên mốc 150 người xem giúp cho shop, được chưa? Lên mốc 150 người xem giúp cho shop nha. Đã chia sẻ bao nhiêu nhóm đi ra hộ em? Chị nào đang chia sẻ ở mức đấy rồi thì các chị vào chia sẻ tiếp tục cho em để lên mức người xem, được chưa? Những chị được nhận quà trước rồi sẽ không được nhận quà áo gió đâu, nên mọi người cứ yên tâm. Những chị nào sẽ có cơ hội tiếp tục cho chị tiếp theo các chị yêu nha, sẽ có cơ hội quà tiếp tục cho các chị tiếp theo, nên các chị cứ yên tâm hộ em, được chưa? Yên tâm hộ em là những chị tiếp theo sẽ dành phần quà cho em, không tặng lại một lần, ngày không tặng mấy lần luôn đâu các chị yêu ơi. Một ngày em tặng một mỗi một người em chỉ tặng một lần thôi, được chưa? Mỗi một người chỉ tặng một lần thôi các chị yêu nha. Mỗi một người chỉ tặng một lần cho em thôi, nên mọi người cứ yên tâm, được chưa? Lên mốc một cho em 150 người xem các chị yêu nha. Lên mốc 150 người xem em sẽ tặng cho các chị yêu nhá. 150 người xem sẽ tặng cho các chị yêu nha. Nhanh tay bác nào vào livestream chia sẻ rồi thì em ơi đưa chị thoát vào nick Đinh Ngọc cho. Thoát vào nick Đinh Ngọc để cho nó nhanh, nó không bị gì đấy. 150 nha các chị yêu nha.
Và máy này chốt hai like, chốt cùng like nó mới nhanh chứ. Chốt một like, chốt đang đi ngay mới đi na thì nó không nhanh được. Nói chung là mạng vẫn kém. Chặn hết cả. Trời ơi, vào kiểm tra la, vào kiểm tra lượt chia sẻ mọi người ơi, kiến thức về phụ khoa. Trời ơi, kiến thức về phụ khoa này mọi người chia sẻ ơi, yêu thương nhiều quá này, Trang chia sẻ là yêu thương nhiều quá này, xong lại chia sẻ ở cái gì đây? Kết bạn làm quen này. Trời ơi, chia sẻ ở đây thì ai mà xem em. Đấy, xong lại chia sẻ ở đâu nữa đây? Gia đình kế toán. Trời, toàn chia sẻ ở các trang hội nhóm, bảo sao không lên được người xem, toàn chia sẻ ở các trang đầu 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 đâu ấy. Chia sẻ ở các trang vớ vớ vẩn vẩn linh tinh đây. Trang chia sẻ trang các trang hội bóng nhóm ấy các chị ơi, trang hội nhóm ấy, chia sẻ các trang hội nhóm, chia sẻ các trang kết bạn yêu thương với cả là kết kiểu là phụ khoa phụ khủng thì tìm việc làm các thứ thì chia sẻ làm gì ở các chế. Chia sẻ hội nhóm hộ em nha, bảo sao mà không lên được người xem đấy, nick mới mà còn không lên được người xem thì đến chị luôn đấy các chị yêu ạ. Ôi xinh quá, nhanh tay, bác nào đang ở trong livestream thì chia sẻ dần lên cho em đi, chia sẻ ở các trang, chia sẻ chuẩn đi cho em đi nào, chia sẻ chuẩn đi cho em nha. Chia sẻ lên các trang hội nhóm phụ khoa phụ khủng là nó không ai xem em đâu, thấy chưa, không lên được người xem đâu, chia sẻ mỏi tay mỏi chân cũng không lên được người xem đâu nha. Đấy, chia sẻ chuẩn hộ em cái nào. 866 lượt chia sẻ không lên được 10, không lên nổi 100 người xem, không lên nổi 100 người xem. 866 lượt chia sẻ nó tạm chia sẻ các trang đổ ở đâu. Chia sẻ ở trang đổ ở đâu, em toàn chia sẻ mấy trang triệu, mấy triệu thành viên nè. Lê Trà My bao nhiêu đây ạ? Thôi nha, bắt đầu tặng tiếp này, tặng tiếp một mã váy sơ mi tiếp tục nha, tặng tiếp một mã váy sơ mi tiếp tục cho một chị nữa nè, tặng tiếp một mã váy sơ mi tiếp tục cho một chị nữa cho em nào. Áo em đang mặc là hàng 320 sơ của 120 các chị yêu nha, 320 sơ của 120 hộ em. Áo len này các chị yêu so sánh với hàng 320 giúp cho em nha, chất len bao đẹp đính đá hàng cao cấp, được chưa, chất len bao đẹp đính đá hàng cao cấp, len dày chuẩn hộ em, len form cực kỳ đẹp các chị yêu nha, len form cực kỳ đẹp này. Một mã váy sơ mi tiếp tục em tặng cho chị Lê Trà My 80 hộ nhóm này, Lê Trà My 80 hộ nhóm hộ em, được chưa, Lê Trà My 80 hộ nhóm. Các bác không chia sẻ lên cho em được 300 người xem em tặng làm sao các tình yêu ơi, tặng làm sao đây, tặng làm sao đây các tình yêu ơi. Trời ơi, mạng nhà em nó khủng khiếp quá. Lên á, hàng nghìn lượt chia sẻ rồi không lên nổi, lên 100 người xem thì nó bị làm sao ấy nhỉ? Mọi người ơi, nó bị làm sao đúng không? Thôi xả hàng bon cho các chế đi. Ngồi buồn buồn nick này, xả hàng bon cho các chế các chị yêu nha. Xả hàng bon nào. Dung Nguyễn này, Dung Nguyễn 96B Na Lai Thành Kim Sơn Ninh Bình. Đây ạ, à, quần trắng này, áo len này. Trời ơi các chị yêu ơi, bom hàng đủ các thể loại trên cuộc đời, bom đủ các thể loại trên cuộc đời luôn. Áo gió, áo len rồi, quần trắng, quần thủng. Đây ạ, nha, chuẩn bị bán cho các chế nào. Nhanh tay nào, nhanh tay hộ em nha. Ôi, Dung Nguyễn Ninh Bình đây các chị yêu ạ. Ở Ninh Bình còn bom hàng với nhau đây. Nhanh tay nào, mã áo len đầu tiên 49k hộ em nha. Áo này nó là áo len dày đẹp cho em, áo len cánh rơi dày đẹp nha. Mã 49.000, mã 01 xả luôn cho các chị yêu ơi nha. Nào chia sẻ lên hội Ninh Bình giúp cho em, bác nào đang ở trong Ninh Bình, đang ở người Ninh Bình thì chia sẻ lên các hội Ninh Bình giúp cho em. 0978572119 Dung Nguyễn 489B Lai Thành Kim Sơn Ninh Bình. Được chưa ạ? Bom hàng. Nào, mã 01 lại vậy là bị spam rồi, chắc là thế các chị yêu ạ. Lên hàng nghìn lượt chia sẻ rồi mà không lên được 100 người xem là chắc là bị chia sẻ bị chặn rồi. Chị ơi em lấy áo chị đang mặc ok em, được chưa? Bạn nào lấy mã len 49.000 thì comment hộ em, áo len siêu dày dáng cánh rơi kẻ nha các chị yêu nha, rất là đẹp. Được chưa? Mã 01 ok, 49k cho chị. 49k nào, mã 01 cho chị Trần Diễm Quỳnh hộ em. Cho ra Trần Diễm Quỳnh mã 01 ok chị yêu nha. Trần Diễm Quỳnh mã 01, được chưa? Đấy, Trần Diễm Quỳnh mã 01 cho em rồi. Ôi, tiếp tục cho em một cái cardigan tiếp tục 49k hộ em, một cái cardigan cực đẹp luôn các chị yêu ơi. Một cái cardigan mã 02 hàng Quảng Châu chuẩn xịn nha các chị yêu nha. Mã này hàng của nó là hàng Quảng Châu nên là cái chất liệu của nó rất là xinh. Được chưa? Len của nó toàn bộ là hàng len dày các chị yêu, nhìn này, toàn bộ là hàng len dày được đan rất là chuẩn các chị yêu nhá. Phần tay này, được chưa? Bo biết rất là đẹp. Đây là mã cardigan màu xanh, các chị có thể kết hợp với được rất là nhiều kiểu. Các chị yêu ơi, được chưa? Hiền Trần thì áo chị đang mặc ok, để lại số chị đang số điện thoại nha. Bạn nào lấy mã 02 chốt hộ em mã 02
hai cardigan xanh 49.000 tiếp. Được chưa? 49.000 luôn các chị yêu nha. 49.000 luôn hả em? Áo chị đang mặc là hàng 320 sale của 120.000. 320 sale của 120.000 nha. Được chưa? Rồi ok, cho Hoàng Lan mã 020 lấy hộ chị cái màu xanh này xin kìa. Đây đây, Hoàng Lan mã 02. Ok, nhận con mã 02 lấy mấy chiếc vào. Nào, 02 các chị yêu ơi. 02 ok. Chị Toan trần phần em ok chị yêu nha. Hôm nay mày vào. Ok, cái này đẹp lắm. Chị Toan mặc đẹp lắm này. Ok em ơi, chốt cho chị nhận con một chiếc 02 này. Chốt cho chị Bảo Trang một cái mã 02 ok này. Chốt cho Hoàng Lan một mã 02, bác nào lấy 02 nữa chốt hộ em 02 49.000 thôi. Cho khách chia sẻ bài viết hộ em. Được chưa? 49.000 cho khách chia sẻ bài viết hộ em, toàn bộ là mã hàng len Quảng Châu. Đây là dáng khoác ngoài các chị yêu nha. Nó là dáng len khoác ngoài hộ em rất là đẹp luôn các chị ơi. Dáng lằng len khoác ngoài cực kỳ đẹp cho em đấy ạ. Mặc siêu ấm hộ em luôn các chị yêu nha. Chị Lâm Nguyễn ơi, kèm số điện thoại hộ em. Chị Đam Nguyễn ơi, lấy ok lấy em lấy áo chị đang mặc ok, để lại số điện thoại ơi chị. 120.000 em yêu nha. 120.000 mẫu áo của chị đang mặc thôi. Được chưa? Ok, Ngọc Trương lấy áo chị đang mặc ok em luôn này. Ngọc Trương chốt áo chị đang mặc luôn nha. 49.000 bác nào lấy nữa không ạ? 49.000 mã màu xanh chị yêu nào lấy nữa không? Ok, Ngọc Trương lấy một chiếc áo chị đang mặc này. Hậu Á đinh hậu một chiếc áo chị đang mặc ok em. Được chưa? Bao đẹp luôn, bao đẹp bao xịn luôn nha. Nhận con mã 02 chị chốt rồi. Chị Đam Nguyễn mã 02 ok, dồn đơn điện thoại hình như chị này là ok Minh mã áo em đang mặc kèm số điện thoại lại hộ em nè. Cái mẫu này em về lần thứ này là lần thứ 5 thứ 6 rồi, bao đẹp bao xịn. Lần về lần thứ 5 bao thứ 6 rồi các chị ơi, 120k luôn, rẻ quá là rẻ. Được chưa? Rẻ quá là rẻ. Ok, Phượng Nguyễn một cái áo màu xanh ok 49.000 hộ em. Nhanh tay nào. Được chưa? 49 ok chị Phượng Quyên em có nhìn thấy chị yêu nhá. Phượng Quyên em có nhìn thấy chị yêu ạ. Đấy, em có nhìn thấy chị nha. 55 cân không vừa chị hoàn 10 lần tiền. Ok, 55 cân không vừa chị hoàn 10 lần tiền. Ok, chốt cho tôi hạnh phúc của chiếc này. Chốt cho tôi hạnh phúc của chiếc ok nha. Rồi ok, Huệ Cherry chốt cho chị. Huệ Cherry một áo chị đang mặc luôn em ơi. Ok này, Giang Nguyễn một áo chị đang mặc để lại số điện thoại cho chị luôn nha. Giang Nguyễn lấy áo một áo chị đang mặc để lại số điện thoại luôn em. Để lại số điện thoại luôn cho chị đi. Trời ơi, để lại số điện thoại luôn cho chế đi nào. Áo chế đang mặc thì có 120.000 thôi, đẹp lắm. Ok ạ, nhớ gửi áo đang mặc nhé. Ngọc Trương lấy à? Ngọc Trương lấy áo em đang mặc à? Chị nào lấy thì comment để lại số điện thoại cho em. Đây là áo len đính đá hàng cao cấp các chị yêu nha. Áo len đính đá hàng cao cấp hộ em. Được chưa? Không cao cấp nhà đi ngay hoàn tiền. Đây các bạn nhìn này, được chưa? Đính đá hàng cao cấp các bạn nhìn này, toàn bộ nó đều được đan chỉ hết cho em các bạn ơi, đều được đan chỉ hết cho em nha, đều được test tay đan chỉ hết cho em nha các anh chị này. Không phải nó là đá dán các chị yêu nha, đá dán rất là nhanh bong. Cái này nó được test tay hết cho em ok. 44 cân mặc đẹp bao vừa cho em luôn. Bao đẹp bao vừa từ 40 cho đến 60 cân nha. Bao đẹp bao vừa từ 40 cho đến 60 cân, được chưa? Không đẹp, cái này là các chị kết hợp với chân váy sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Như em mà đang 4 tháng mà 60 cân mà em đang mặc thì còn đang khá là ok, thì các chị yêu người nho nhỏ hơn mặc sẽ rất là xinh các chị yêu nhá. Đấy, có ôi có nhiều áo len lắm. Không phải mẫu này đâu, mẫu này chị lấy chỉ duy nhất một màu thôi, không nó bị lẫn màu. Màu này là màu đẹp nhất của cái áo này rồi. Màu này là màu đẹp nhất của cái áo này rồi nên là chị lấy một cái màu này thôi nha. Đấy, mẫu này là chỉ có 120.000 thôi các tình yêu ơi. 320 sale của 120 cho khách chia sẻ bài viết. 320 sale của 120 cho khách chia sẻ bài viết hộ em. Được chưa? Em mới đưa hàng bom đây chị bóc luôn nào, chị bóc chị xả luôn đi em. À quên, cái trời ơi, một cái áo da hàng cao cấp của em các chị yêu ơi. Áo da này nó là hàng áo da cao cấp. Ok, thời mai một cái áo chị đang mặc ok em yêu. Thời mai một áo chị đang mặc nha. 120.000 đây các chị yêu ơi, một cái áo da hàng cao cấp của nhà em. Được chưa? Một áo da hàng cao cấp. Cái chị này là thôi xin phép không đọc tên. Được chưa? Đấy, xin phép không đọc tên. Chị thích áo em đang mặc lắm chị. Gửi cho em đi. Ok em, có gửi mà em yêu. Có gửi. Huệ Cherry nghe máy giúp chị nào, Huệ Cherry nghe máy giúp chị nào. Trời ơi, một cái áo da hàng cao cấp cho em các chị yêu ơi. Áo da này của nhà em còn duy nhất một chiếc size L các chị nhá. Một chiếc duy nhất size L, à quên, size XL hộ em. Mẫu này là mẫu size XL hộ em này. Còn một chiếc size XL, hàng này là hàng em sale từ 700.000 nhá. Mẫu này hôm trước là em bán 700.000 mà còn sale còn 250. Hôm nay em sẽ sale cho các chị yêu về giá gốc là 230 hộ em. Chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt hộ em mẫu 230 áo da kèm số điện thoại nha. Được chưa? Đây này, nó là size XL. XL này từ 55 cho đến 60 cân thôi, form bé các chị yêu ạ. Form bé 55 cho đến 60 cân là mặc vừa thôi nhá.
áo da này, 55 cho đến 60 cân là mặc vừa cái áo da này của em rồi. Đấy, 230 thì các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn cho em. 55 cho đến 60 cân này, form rất là bé. Đây các chị nhìn nhá. Em bị dơ lắm, chị gửi cho em đổi. Ờ ok chị Yến đây, chị Ngọc nói nếu mà nó bị bẩn thì em đổi cho chị nhá. Nó làm sao bị bẩn hả chị yêu ơi? Chắc là do vận chuyển rồi. Đây các chị yêu nhìn này, áo da cực kỳ đẹp cho em luôn, hàng cao cấp 230 hôm nay nhá. 250 em sale cho các chị yêu là còn 230 mẫu này cho em, rất là xinh. Được chưa? Size XL hộ em từ 55 cho đến 60 cân, 60 cân là mặc vừa này. Đấy, mặc vừa là vừa một cái áo len luôn đấy các chị yêu ơi. Đấy nhá. Thấy Ánh Ngọc em yêu ơi, chị có thấy Ánh Ngọc nhá. Bác nào lấy áo da này thì chốt hộ em chỉ lâu lâu em mới về một cái màu này thôi, chứ còn không có về được cái màu nào khác đâu các chị yêu. Ít khi nó về cái màu này lắm, áo da ít khi về màu này, nó là màu nâu tây, màu nâu gel á. Màu này nó là màu nâu gel hộ em các chị yêu nhá, màu nâu gel. Được chưa? Bên trong của nó là có phần lớp lót rất là chuẩn. Lớp lót của nó rất là chuẩn hộ em. Đấy, tem mác bên trong của nó là hàng Quảng Châu chuẩn xịn, được chưa? Hàng Quảng Châu chuẩn xịn hộ em. Còn một chiếc xe đốt 230 nữa các chị yêu nhá. Bác nào lấy thì chốt hộ em size XL 55 cho đến 60 cân. Báo luôn là 55 cho đến 60 cân nhá. Phượng Nguyễn chỉ lấy một cái màu xanh với một mẫu màu chị với cái màu xanh nha. Chỉ lấy màu xanh được cái gì? Ừ cái xanh đấy rồi mà. Cái này là size XL rồi, Kim Thanh Võ ơi, 55 cho đến 60 cân rồi. Đấy, 55 cho đến 60 cân rồi các chị yêu. Nguyễn Ngọc Anh là bao nhiêu cân ạ? Nguyễn Thị Ngọc Anh bao nhiêu cân? Không có 70 cân chị yêu ơi, mẫu này của nhà em không có size 70 cân ạ. Đấy, không có size 70 cân ok. Chị Bùi Bình lấy áo da ok chị yêu nhá. Bùi Bình lấy áo da không free ship 49.000 rồi, có lãi đất đâu mà free ship ở chị Phượng Nguyễn. Được chưa ạ? Các chị mua hàng nhiều khi các chị cứ hay hỏi free ship 49.000 còn hỏi free ship, bây giờ mà gặp cái thằng Mori Nguyễn nó chửi cho lâu rồi các chị yêu ạ. Em nói thật đấy, 49.000 Mori Phạm ấy. Đấy. Cái thằng đấy là nó chửi cho lâu rồi, 49.000 rồi còn đòi free ship nữa. Em nói thật với các chị vừa để thải thôi chứ buôn bán á, người ta đã trả được cái nghìn lãi rồi, đang xả lỗ này còn hỏi 49.000 có free ship không. Mua hai cái thì có 100.000 free ship ở đâu ạ? Đấy, em lãi em đồ lỗ dập mặt ra rồi. Cái hàng áo len này em nhập đã là 100 mấy rồi mà bây giờ em bán được các chị có 49.000 vì xả hàng bom. Vì xả hàng bom bán được các chị 49.000 mà còn hỏi free ship ra đây nữa. Ở đây không hiện cái chữ free. Có tay. Ở đây có. Ở đây có nó hiện free ship ạ? À? Ở đây không hiện. Hả? Ở bình luận. Ở bình luận á? Không có chữ. Rồi, tiếp tục hộ em nha. Tiếp tục hộ em, ôi áo len, một đống áo len. Hình như cái này là lấy mạng lặng thì phải. Đỗ Bảo Ngọc ở Gia Lai nha. Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Xê, tỉnh Gia Lai. Được chưa ạ? Không có size to chị yêu ơi, có mỗi một size thôi chị yêu ơi, không có size to đâu. Cái hàng đấy là hàng bom, em chỉ có một chiếc đấy thì em mới sale giá đấy mà, chứ còn có size to thì không có bán giá đấy. Chứ hàng đấy là hàng hàng 700 cơ các chị ơi. So sánh áo da là so sánh áo da hàng 700.000 cho em nhá, không phải so sánh với áo da hàng 230 đâu ạ. Được chưa? Không phải là bán 230 các chị yêu đâu nha. Tiếp tục nào. Mã tiếp theo áo phông 20k, kể số điện thoại cho em luôn. Mẫu này hôm trước em bán cho các chị yêu là 79k, hôm nay em bán cho các chị 20k. Được chưa? Xả là em sẽ xả lỗ rồi. Đừng có hỏi em là có free ship hay không vì toàn bộ hàng em sẽ xả lỗ cho các chị. 29.000, 49.000 thì không có được cái đồng lãi nào đâu. Được đồng lãi của các chị em không bao giờ bán được hàng, nên tốt nhất đừng bao giờ hỏi em free ship nữa các chị yêu nha. Đấy, đang xả là ơ mày không cho cái mã này cho người khác cho à? Cho khách à? Bùi Bình mày bị làm sao con này nó đơ đơ vậy? Không thấy bình luận. Bùi Bình 0988 969 599. Ok nha. Bùi Bình nha mày. Tiếp tục này. Áo phông này nhá, áo phông này chốt cho chị áo phông này chốt cho tít đi, tít thối đi. Áo phông cho tít thối nha. Tiếp tục nào. Áo len bông tơ ghi Chanel nào, len bông tơ ghi Chanel liền luôn nhá. Comment hộ shop len bông tơ ghi Chanel luôn 20k. Đừng ai hỏi em 20.000 free ship nữa các chị yêu nhá. Quá đáng nó vừa thôi. Hỏi free ship làm cái gì cho đau lòng, được chưa? Hỏi cái free ship này làm gì cho đau lòng, được chưa? 20.000, 50.000 free ship ở đâu ra nữa. Rồi ok, tiếp tục một cái áo phông Chanel tiếp tục nào. Phông Chanel tiếp tục cho em nào. Phông Chanel tiếp tục cho em là bạn nào lấy thì comment luôn. Áo phông nha. Ơi. Ừ. 20.000 luôn, xả luôn cho khách mà, đang xả luôn cho các chị mà các chị còn các chế còn muốn free ship nữa thì chịu luôn. Xả dập mặt dập mũi rồi.
20.000, ok, chứ sẽ nhận con, em ơi, nhận con, lợn con, lợn con. Tiếp tục này, cả set này 50k hộ sốt. Alo. Chưa, set này nó là set quần ống sớ luôn, các chị yêu ơi. Đâu, không có. Rơi xuống đất rồi. Ờ, rơi xuống đất à? Ờ, đây, đây, đây. Nào, tiếp tục áo len phông, áo phông đen 20k tiếp tục nha. Phông đen 20k nhanh tay. Ok, cho cho Kiều đen một chiếc phông đen 20k này. Kiều Mai, Kiều Mai. Kiều Mai một chiếc phông đen 20k. Nào, tiếp tục hộ em cái set này mới là set cao cấp đây này. Set này mới là set cao cấp của em đây này. Set cao cấp này các chị yêu nha. Set cao cấp này của nhà em đang bán bên ngoài là 150. Và hôm nay em xả cho các chị yêu là 60.000 hộ em. Bao gồm một áo len bông tơ ghi này. Bao gồm một áo len bông tơ ghi, vậy mà chị cứ tưởng là nó ghép sai hàng. Áo len bông tơ ghi này. Và một cái quần giả váy cho em. Một cái set quần giả váy các chị. À, quần này nó là quần ống sớ nhá. Set này nó là set quần ống sớ hộ em. Được chưa? Set len hàng cao cấp nó rất là dày các chị yêu ơi. Set len hàng cao cấp nó đang rất, nó rất là dày. Cho em cái áo len đen đằng sau chị cái mẫu nào. À, len đen đằng sau chị là cái nào hả em ơi? Chị có thấy cái đen đen đằng sau nào đâu? Set 60.000, chị yêu nào lấy set 60.000 thì comment nhanh cho em set 60.000, chia sẻ bài viết nha. Cho khách chia sẻ bài viết hộ em, set cao cấp chia sẻ bài viết đi ạ. Set cao cấp nào đang xả hàng bom chia sẻ bài viết cho shop nào. Ok nha, chị Lely lấy set trắng đen nhưng mà chị Lely này không vừa, Lely béo lắm không vừa. Mẫu này là từ tầm khoảng 50 cân đổ xuống thôi. 50 cân đổ xuống thôi, ok. Ma Tu Nguyễn là vừa thế này, Ma Tu Nguyễn chia sẻ bài viết nào. Ma Tu Nguyễn 43 cân là vừa cho em nha. Chị Ma Tu Nguyễn 43 cân là vừa cho em. Set cao cấp này là size nhỏ cho em nha. Set cao cấp của chị Nga Tu Nguyễn 43 cân là vừa chia sẻ bài viết cho em chị yêu nha. Vì là khách là em sẽ nhớ cân nặng của khách. Em sẽ nhớ cân nặng của khách nên các chị yêu nào nhớ là mua hàng thì nhớ là chia sẻ bài viết cho shop. Shop sẽ em nhớ cân nặng của khách đấy ạ. Em cực kỳ nhớ cân nặng của các chị luôn. Cực kỳ nhớ cân nặng của các chị luôn đấy. Đấy, ok nha. Ok, tiếp tục cho em một mã tiếp theo. Em ơi lấy hàng bom ở đây đi, mang xả luôn đi em. Có cái nào thì cái áo gió than đấy 50 cân mặc vừa không để cho chị. Hôm bạn mua, hôm bạn em mua bên chị thấy đẹp nên thích, thế à Vũ Kim Oanh. Ờ, cái mã áo gió này chị đang định tặng quà, lúc nào lên 150 chị tặng quà đấy. Chị đang định tặng quà nên là chị cũng chưa muốn, chị cũng chưa muốn bán. Ôi dồi ôi, cái mã này sao không thấy tên tuổi gì vậy? Con hàng về đéo thấy tên tuổi là sao? Thảm rồi. Nào, tiếp tục mã bộ đồ 29k hộ em nha. Tiếp tục mã bộ đồ 29k hộ em. Được chưa? Đang quan trên mà chưa được cái nào. Cái nào vừa thì em báo. Lely người béo hơn. Lely béo hơn cái bộ đấy nên là không vừa đâu. Được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục hộ em này. Một bộ đồ 29k cho khách nào chia sẻ bài viết. Đây là bộ quần dài áo dài, bộ ngủ hộ em nha. Bộ mặc ở nhà. Bộ ngủ hộ em, quần dài áo dài các chị yêu nha. Bộ ngủ luôn. Nào nhanh tay 29k hộ em nhanh tay nào. Chia sẻ bài viết nha, bán 29k luôn. Rẻ hơn cả cơm rồi các chị yêu ơi. Rẻ hơn cả ăn cơm rồi nha. Rẻ cơ hơn cả ăn cơm rồi, đừng bắt free ship nữa nha. Phượng Nguyễn nghe máy đi, gọi tắt máy đi. Phượng Nguyễn hả? Không, con đấy hủy hàng nha em ơi. Con thần kinh đấy hủy hàng, nó vừa hỏi là có 49.000 có free ship không, bố con thần kinh. Chị vừa chửi cho một trận xong nha. Mẹ, buôn bán 49.000 lãi đéo với ai mà nó còn đòi free ship. Mấy con thánh vật đấy thì tốt nhất là đừng có mà bán hàng. Mẹ là biết ngay mà em nói thật nha, 49.000 hỏi đòi free ship, bây giờ gọi điện đéo thèm nghe máy, cứ tắt máy đi. Đấy các chị nhìn đấy, cái con Phượng Nguyễn em xin kiều hồn nó lên nhá. Đấy, đang mạng hỏng, đang ám vía rồi. Được chưa? Vừa hỏi xong 49.000 có free ship hay không ấy các chị yêu ơi, hai cái áo 49.000 có free ship hay không này. Gọi điện vừa bảo không free ship một cái là bây giờ gọi điện đéo nghe máy rồi tắt máy luôn. Bố tiên sư ấy con, thịt mẹ mạng đã hỏng rồi, nó còn vào đây nó còn kiểu như là ám vía. Thịt mẹ gặp mấy cái thành phần ám vía quá cơ. Ok, Bùi Thị Hồng một bộ này. Bùi Thị Hồng 29.000 một bộ này. Bùi Thị Hồng 29.000 một bộ nhanh tay nào. Bùi Thị Hồng 49.000 bộ nha. Hoàng Hoài 49.000 chia sẻ bài viết có lấy mã này không? Chia sẻ bài viết có lấy mã này không chị yêu ơi? Có lấy mã này không ạ? À? Đây, 49.000 bộ đồ hộ em bao gồm một quần dài áo dài hộ em các chị yêu nha. À quên, bộ đồ này là 29.000, sorry ạ. À, bộ đồ này 29.000 hộ em. Ok, chị Hoàng Hoài một bộ cho em nha. Chị Hoàng Hoài một bộ cho em nào. Tiếp tục nào. 29.000 thôi, sorry em nói nhầm giá nha các chị yêu nha. 29.000 cho em thôi. Em nói thật là em chửi đéo bao giờ sai người luôn. Đấy, chửi đéo bao giờ sai người luôn. Mấy con thánh vật nhá, hỏi 49.000 mà có free ship hay không là đéo bao giờ mà chấp nhận mua hàng hay không mua hàng. Vừa hỏi xong gọi điện đéo bao giờ thèm nghe máy, nó chặn số luôn các chị yêu ạ. Được chưa ạ? Nhân viên nhà em bảo gọi nhiều lần mà chặn số luôn. Đấy, 49.000 mà đòi free ship. Đúng là cái con mà địt mẹ nó vừa mới sáng ngày ra là ám vía. Bố tiên sư, mạng đang hỏng nó còn ám vía, Facebook đang lỗi còn ám vía. Tiếp tục cho em nào. Ok, Mignon Choc
Kiều Anh kèm số điện thoại cho chị nào. Kiều Anh cho chị số điện thoại chia sẻ bài viết đi Kiều Anh ơi. Kiều Anh đã chia sẻ rồi, chị thấy đã chia sẻ rồi nhưng mà cho chị số điện thoại nhá. Kiều Anh ơi cho chị số điện thoại này, bộ mignon cho em đấy ạ. Kiều Anh nhá, cho chị số điện thoại luôn nào. Ok, Kiều Anh chị cho em xem bộ mini mignon vàng rồi, ok em. Mignon vàng chị chốt cho em rồi nhá. Nào, 29.000 này em chốt cho chị nào nữa đây ạ? Chị nào nữa đây? Ok, Kiều Anh con này hỏi số điện thoại ơi. Hỏi số điện thoại nhá. Tin tin một bộ đi cứ. Không có cho số điện thoại, hỏi 5 lần 7 lần không số điện thoại, cứ chốt bộ vàng mãi thôi. Tin tin đó chị. Tin tin một bộ đi em. Khoảng hết rồi học. 340. Tin tin một bộ 340. Em cho rồi à, không nhìn thấy em ơi cho chị lại đi em. Bây giờ chị không nhìn thấy lượt bình luận của em. Bây giờ mạng của chị đang hỏng, chị hỏi lại em cho chị lại số đi em. Đừng để chị hỏi nhiều khản bố khản giọng thôi. Kiều Anh như này 0327983888 hỏi lại cho chị lại số điện thoại. Đang hỏng hết là hỏng rồi. Chưa, mạng đang hỏng khản. Mạng đang hỏng khản cả giọng rồi. Ôi trời ơi, một cái mã áo len hàng cao cấp cho em, nó mới bom hàng cho chị yêu ơi. Áo len này của nhà em là size XL cho em này. Còn một chiếc hàng này nó là hàng 150, em sẽ sale cho các chị 49.000. Được chưa? Hàng này nó là hàng len Quảng Châu cao cấp cho em nha. Len Quảng Châu cao cấp, chất len dày đẹp đanh hộ em. Chất len dày đẹp đanh hàng công ty luôn nha các chị yêu nha. Nào, chị yêu nào lấy mã áo len 49.000 này, nhanh tay xả luôn 49.000 cho em mã áo len này. Được chưa? Cho khách chia sẻ bài viết hộ em các chị yêu nha. Cho khách chia sẻ bài viết hộ em. Chị Thảo An Hương em có nhìn thấy chị yêu luôn ạ. Mạng nhà em. Áo chị đang mặc là 120.000 em yêu ơi, 120.000 nhá. Áo chị đang mặc nó là 120.000. Ok này, áo 49.000 cho chị yêu nào đây ạ? Mã size XL cho em đấy ạ. Size ok chị Nhung Lê chị yêu nha. Chị Nhung Lê áo len XL ok chị yêu này. Chị Phan tặng người to to. Bảo Dương, Hà Liễu Dương, Liễu Quế Võ Bắc Ninh 80.000, có 80.000 thôi mà còn bom hàng. Các bác ơi sao mà quá đáng vậy, có 80.000 thôi mà còn bom hàng. Nó có bỏ bẹn thì đâu mà các chị bom hàng. Đấy, các chị có ý định bom hàng thì các chị bảo với em là em ơi chị chuẩn bị bom hàng đấy. Đấy, chị chuẩn bị bom hàng đấy để nhà em đéo gửi hàng đi. Mẹ, đặt hàng có 80.000 thôi lại cần bom hàng. Lắm ở đời lắm cái thể loại quá cơ. 80.000 nha, áo lưới này xả luôn 49.000 hộ em, được chưa? Áo lưới xả luôn 49.000, áo lưới hình báo nhà mặc lên siêu đẹp. Áo lưới báo mặc lên siêu đẹp xả luôn 49.000. Áo lưới báo, ok nha. Ok, lụa đinh một áo chị đang mặc vào một quần đen, ok lụa đinh này. Lụa đinh nha, sao cái máy kia nó không hiện lên người xem vậy, không hiện lên ấy à? Sao mạng mẹo bị sao vậy? Rồi tiếp tục hộ em nha, mà áo lưới này 49.000 hộ em. Áo lưới này nó là chất liệu co giãn mặc rất là sướng, ôm body, nói chung là cái dáng này các chị mặc ôm body rất là đẹp luôn ấy. Đấy, mặc ôm body cực kỳ đẹp, 57 cân vừa em, 60 cân chị yêu ơi, em 60 cân còn đang vừa đây ạ. Áo lưới em cho chị yêu Ngọc Phạm 49.000 nha. Áo lưới cho chị yêu Ngọc Phạm 49.000 hộ em. 29 em ơi. Ok nha. Rồi ok em. Tiếp tục, ôi trời ơi, một cái áo đính đá 49.000 luôn nhanh tay. Áo đính đá hàng cao cấp 49.000 luôn nhanh tay. À đây em còn ít áo đính đá em sẽ xả luôn cho các chị nhá. Đây ạ, áo đính đá em xả luôn cho các chị luôn nha. Em còn một ít nữa em xả luôn cho các chị 49.000 luôn hộ em. Áo đính đá này toàn bộ nó áo đính đá của nhà em thì không quần quảng cáo cho các chị đúng không ạ? Áo đính đá này thì tất nhiên là hàng em nó là hàng đỉnh nhất trong tất cả các loại đỉnh rồi. Mặc lên là chỉ có đẹp thôi. 45 mặc không rộng em ơi, 45 cân em mặc với chân váy đẹp xuất sắc luôn cho chị nha. Phối với lại chân váy xòe mặc đẹp xuất sắc luôn em ơi. Bao đẹp là từ 40 cho đến 60 cân nha. Bao đẹp từ 40 cho đến 60 cân. Được chưa? Đấy. Ok, áo đính đá nào. Áo đính đá mã 01 nha. Áo đính đá mã 01 em cho chị yêu nào đây 49.000 cho chị Hà Nguyễn bộ 20 hộ nhóm nha. Hà Nguyễn 20 hộ nhóm còn ít áo đá nữa em xả luôn cho mọi người nhá. Đấy, Hà Nguyễn 20 hộ nhóm ok này. Áo đính đá mã 02, áo đính đá này nó là hàng cốt tông co giãn cho em chị yêu nhá. Nó là hàng cốt tông co giãn cho em này. Đấy.
Nó là hàng chất liệu cốt tông co giãn hộ em, được chưa? Áo đính đá này nó là áo đính đá hàng 3D mã 02 đi, comment hộ em áo đính đá 3D mã 02 49.000 luôn các chị yêu ơi. 49.000 luôn hộ em áo đính đá 3D mã 02 nào. Chị yêu nào lấy thì comment hộ em mã 3D mã 02 nha. Comment hộ em áo em đang mặc còn chị yêu ơi 120k hộ em áo len hàng cao cấp 320 sale còn 120. Ok chưa? Triệu Thủy một chiếc áo chị đang mặc nào. Triệu Thủy áo chị đang mặc, chị yêu nào lấy mã 02 chốt hộ em với mã 02 nha. 02 ok này. 02 ok. Chốt nhanh, chốt nhanh. Để tao lên mã 02 nào, Triệu Thủy nào. 0169 974 1455 nào, mã 02 bắt đầu chốt nha. Xả luôn 49.000 cho các tình yêu đang hôm nay đang lên cơn xả. Hôm nay đang mạng hỏng, đang lên cơn xả, xả hết luôn. 49.000 em thề em bán lỗ, nói điêu mất lộc, nói điêu không bao giờ em bán được hàng. Em thề luôn là em sẽ bán lỗ cho các chị yêu luôn. Vì hàng đính đá này của nhà em các shop đang bán là hàng rẻ nhất cũng phải từ 320 đến 350. Nó là hàng Hồng Kông hộ em áo đính đá nha. Nói điêu mất lộc, nếu em bán không dưới không bị lỗ em hoàn tiền em không bao giờ bán được hàng. Được chưa? Thề như thế cho các chị yêu tự tin chốt hàng nha. Ok, cho ra tít thối bắt đầu một chiếc này. Tít thối một chiếc nha. Ok này, Cẩm Tú một chiếc đính đá này, Trang Vũ một chiếc áo đính đá này. Nào 49.000 hộ em xả lỗ, xả lỗ rồi. Được chưa? Thảo Trang một chiếc này. Uyên Nguyễn một chiếc cho chị này, mã 02 nha. Uyên Nguyễn một chiếc này. Uyên Nguyễn một chiếc nha. Nhanh tay đang xả lỗ nhanh tay. Đang mạng hỏng, đang lên cơn xả đây. Uyên Nguyễn một chiếc nha. Ok này, Tô Hạnh Phúc hai áo đính đá hai mẫu khác nhau nhá. Tô Hạnh Phúc cho hai áo đính đá hai mẫu khác nhau đi. Tô Hạnh Phúc đây, 49.000 là 100.000 hai chiếc nha em nhá. Được chưa? Ok, chốt cho chị Linh Lích áo đính đá liền luôn. Linh Lích áo đính đá luôn nha. Chốt cho Linh Lích một áo đính đá luôn này. Chốt cho Phương Phạm áo đính đá luôn nào chị yêu ơi, nhanh tay nào. Đính đá nha, đính đá 3D này, Cẩm Tú một chiếc liền luôn. Em khẳng định em bán lỗ các chị yêu nha, khẳng định bán lỗ hộ em. Được chưa? Khẳng định bán lỗ hộ em, nói điêu mất lộc không bao giờ bán được hàng. Như thế cho các chị yêu tự tin chốt hàng nha. Em không hứa em bán về không đồng, được chưa? Em không hứa em không bán về không đồng nhưng em sẽ bán cho các chị lỗ. Được chưa? Đã là sale hàng là em sẽ sale lỗ cho các chị chứ em không bao giờ em sale về giá gốc các chị yêu nha. Không bao giờ sale về giá gốc. Em sale là em sale lỗ cho các tình yêu bán cho hết hàng luôn nha. Nào, tiếp tục cho em nào, một mã tiếp theo đây các chị yêu ơi, đây là một mã cô gái cho em, một đính đá áo đính đá cô gái có duy nhất một chiếc các chị yêu nha. Áo đính đá cô gái này em có một chiếc thôi ạ. Có một chiếc cho em thôi áo đính đá cô gái. Bạn nào lấy thì comment hộ em mã 03 nhá. Đấy, comment hộ em ơi, dính mùi khét khét ở đâu vậy em? Khét thế. Ôi, khét dã man luôn ấy. Áo này khách bảo là có ngoại đâu. Cái gì? Ok nào, đính đá nào, chị Nana Lê cho em xin về số điện thoại luôn nha. Đính đá nào, ok chị yêu nào, đính đá cho em nha, mẫu này nha. Chị yêu nào lấy mã đính đá này thì chốt hộ em. Cô gái cho chị Lely nha, 49.000. Cô gái cho chị Lely, 49.000 cho em này. Ui, xinh lắm các bác ơi, xinh lắm. 49.000 mã 03, mã 04 cho em này. 49.000 là bông hoa cúc cho em. 49.000 nó là hình đính đá 3D hình phong lưới các chị yêu nha. Phong này nó còn sorry, nó là phong giấy hộ em. Đây là phong chất liệu giấy hộ em các chị yêu ơi. Phong giấy hộ em ơi. Lắp cái sim vào máy khác cho chị nghe máy luôn, cho chị nghe khách hàng gọi này em ơi. Gọi đơn hàng khách này, xem là khách hàng muốn kiểm tra hàng hay làm sao, hay là làm sao đây này. Đây. Đây em ơi. Này này. Lắp gương vào máy đi, nhanh lên nghe máy khách cho chị cái nào. Nghe của máy không? Máy lên. Rồi ok chị yêu nha. Mã này nhá, mã này nó là mã không mấy nhỉ, mã 03 nào. Mã 03 chị yêu nào nhỉ? Mã 03 nhá, mã 03 là hình hình bông hoa. Bông hoa này là cho chị nào đây ạ? Bông hoa cho chị Thảo An Hương chị yêu nhá. Thảo An Hương đuôi 990 ạ. Đấy, Thảo An Hương đuôi 990. Chị Thảo An Hương đuôi 990 nha. Tiếp tục hộ em mã không. Ok, Thảo Trang lấy áo chị đang mặc này. Thảo Trang một áo chị đang mặc nha. Áo chị đang mặc là 120.000 thôi em ơi. 120.000 áo chị đang mặc thôi nha. Con số nó đẹp lắm. Áo chị đang mặc thì đẹp.
từ đường kim mũi chỉ luôn, len của nó đẹp từ đường kim mũi chỉ. Ok, Thảo Trang nuôi 576 áo chị đang mặc nha. Rồi tiếp tục hộ em mã 0549.000 tiếp tục nào. 0549.000 áo đính đá cho em, cho khách chia sẻ bài viết nha. 49.000 nào, nhanh tay áo đính đá cho khách chia sẻ bài viết hộ em, rất là xinh luôn các chị yêu ơi, rất là xinh hộ em các chị yêu nhá. Đấy, rất là xinh hộ em, đây là bông hoa màu xanh đính đá này, nó là hình 3D, đằng sau của nó là cũng có luôn, nhưng mà đằng sau không đính đá vì khi mình nằm ấy, đính đá thì nó sẽ rất là đau lưng đấy. Đính đá này thì nó chỉ là đính đá phần đằng trước hộ em, rất là sáng lấp lánh luôn các chị yêu nhá. Các chị nhìn thấy phông của nó là phông giấy, chất rất là chuẩn, 05 phông giấy cực kỳ chuẩn cho em. Đang nào lấy 05 thì chốt hộ em mã 05, ok cho nó tích thối mã 05 nhá, chốt cho Loan đây một mã 05 nhá. Đấy, đây là áo phông giấy hộ em, nó là phông giấy hàng Quảng Châu các chị yêu ơi. Nó là phông giấy hàng Quảng Châu các chị yêu nhá, đầy đủ tem mác hộ em. Thảo An Hương một mã 05 ok chị yêu ạ. Nguyễn Lam Anh một mã 05 ạ. Nào nhanh tay nào, 05 kèm điện thoại cho em, đầy đủ tem mác chuẩn chị nhá. 05 của chị Nguyễn Lam Anh ok này. Chị Đam Nguyễn ok kèm số điện thoại hộ em đấy ạ. Chị Đam Nguyễn là kèm số điện thoại hộ em nè. Chị Đam Nguyễn ơi kèm số điện thoại cho em nha. Mã 06 này em có một chiếc thôi cho chị yêu ơi. 0649K này có một chiếc thôi nha. Đấy, 0649K này có một chiếc cho em thôi. Nhanh tay chia sẻ. Chị yêu nào chưa chia sẻ chia sẻ đi. Chưa chia sẻ đi nha. Chứ còn những chị nào mà không chia sẻ em sẽ cộng thêm 30.000 với đơn hàng nha các chị yêu nhá. Cộng thêm 30.000 với đơn hàng cho em để em về giá gốc của chị yêu ơi. Giá gốc của nó là 80.000 mà nhập 2.000 chiếc đấy ạ. 80.000 mà nhập 2.000 chiếc hộ em. Chị yêu nào không chia sẻ em sẽ cộng thêm 30.000 với đơn hàng. Được, chia sẻ rất là đơn giản. Các chị chỉ cần ấn nút chia sẻ lên trang cá nhân cũng được, lên hội nhóm cũng được cho em. Được chưa? Các chị thích chia sẻ trên trang cá nhân cũng được, hội nhóm cũng được nha. Ok hết. Được chưa? Nào mẫu 06 này em có một chiếc là bông hoa hồng đính đá này. Đấy, bông hoa hồng đính đá hộ em các chị yêu nhá, bông hoa hồng đính đá. Được chưa? Đằng sau của nó cũng là bông hoa hồng luôn. Bác nào chưa chia sẻ nhớ là chia sẻ cho em ok nhá. Đấy, áo trong người em đang mặc là 120.000 chị yêu ơi, 120.000 nhá. Đấy, 120.000 mà áo đang mặc. Ok, mã 06 của chị Hoàng Lan này. Hoàng Lan ok chị yêu nhá. Mã 06 của chị Hoàng Lan ok chị yêu. Xinh cực kỳ luôn. Không xinh em không lấy tiền. Em thử mặc một cái cho các chị xem nhá, thử mặc một cái này, thử mặc một cái cho các chị xem đẹp lắm. Áo đá là 49.000 xả hết cho các chị đi nha. Nay mạng hỏng xả hết luôn. Chắc là phần của chị bị chặn ngay đấy không? Đây. Ôi các bác ơi đẹp không? 49.000 các chị có thấy nó quá xứng đáng với các chị không ạ? Nó quá xứng đáng không? Chất liệu không giấy hộ em mặc rất là mát nhá. Đang nóng gần chết rồi mặc cái này đúng là như màu cơn mưa mùa hè nó rội vào người. Nó rất là mát luôn, mã 07 cho em nhá. Đinh Anh ơi, like tối qua chưa gọi chốt à? Qua cho chị chốt nhiều mà. À chị Nhung Lê ơi, chị nữ nhân viên chốt cho chị nhá. Mã này là mã 07 cho em, 49.000 tiếp. Trời ơi, phông giấy đẹp xuất sắc luôn. Mẫu này có mấy chiếc thôi? Mẫu này 07 này có mấy chiếc không? 07 này có mấy chiếc thôi cho em nhá, 49.000 thôi, xinh ơi là xinh. Toàn bộ nó là hàng Quảng Châu, có đầy đủ tem mác hết cho các chị nhá. Đây, nó là hàng công ty hết cho em này, được chưa? Nó là hàng công ty hết cho em. Đây, cho các chị xem một chiếc các chị yêu nha. Thôi từ từ chốt xong đã nha. Dung Nguyễn một chiếc 07 này, Nguyễn Lan Anh một chiếc 07 cho em này, 49.000 hộ em luôn các chị yêu nhá. À, lên bộ mới sau lưng chị đi nhá. Đang mạng hỏng thì lên làm sao em? Mạng nhà chị đang hỏng, bà được. Đây các chị yêu nhìn này, đây nha các chị nhìn này, nó là hàng công ty cho em, tem sao này. Tem ở trong áo như vậy các chị yêu nhá, giống như hệt nhau. Nhung Lê này, Nga Lưu này, đấy, Ngọc Hân Hân này, Phương Phạm này, đẹp ơi là đẹp luôn cho em nhá các chị yêu nhá, đẹp lắm. Không đẹp em không lấy tiền. Đằng sau của nó cũng là hình 3D cho em này. Đằng sau cũng là 3D hộ em luôn. Ok, Phương Phạm một chiếc này, Minh Minh một chiếc này. Minh Minh một chiếc này, đây là hình con bướm bướm cho em, màu của nó rất là dễ mặc, phông này được cực kỳ là dễ mặc luôn. Và 49.000 một chiếc, phông cực kỳ dễ mặc cho em luôn các chị yêu nhá. Đấy, phông đính đá cực kỳ dễ mặc cho em luôn, 62 cân vừa Phương Phạm ơi. 63 cân vừa chị Phương Đặng ơi. Đây nó là phong suông mà chị yêu. Đấy, chị lấy XL thì em là mặc vừa chị yêu nha. Tiếp mặc vào là sướng rồi. Ngọc Phạm một chiếc dồn đơn ok em. Ngọc Phạm một chiếc dồn đơn. Em ơi bán áo gió lúc trước đi. Áo gió lúc trước là hàng tặng chị yêu ơi. Hàng tặng cho em lên 150 người xem hàng tặng nhá. Đấy. Chị yêu đi đâu nay mới thấy?
chị có đi đâu đâu, ngày nào chị trả like. Tại vì Facebook nhà chị nó đang bị hạn chế, nó đang chặn like ấy, nên là mọi người không nhìn thấy chị đâu, nó tương tác kém lắm. Đấy, nên là hôm nay chị phải like sang cái nick mới này, chứ nó chặn cái đường like của nhà chị cũng khủng luôn. Không, nghĩa là khi mà mình like ấy, sáng hôm nay like mà like vào 3 lần. Đấy, like vào like 3 lần mà nó chặn hết, không ai nhìn thấy mình luôn. Không nhìn, không một ai, để cho 30 phút liền luôn không nhìn thấy ai cả, nghĩa là nó bị chặn like rồi. Nên là mình mới phải sang nick mới này mình like ấy. Mình 43 cân mặc khung giấy này, kiểu áo suông nhìn cả tính thép. Ơ, cái này là dáng suông mà chị nó đang mặc suông gì. Đấy, cái này là suông nha. Đấy, cái này là suông cho em, ok, phương nặng một chiếc này. Dáng này nó là dáng suông rồi các chị yêu ơi, chứ không phải nó là dáng ôm đâu. Đấy, chứ nó không phải là dáng ôm đâu các chị yêu nha. Nó là dáng suông hộ em. Cái đơn hàng bé tí luôn, bé tí xíu luôn. Hoàng Canh, Hoàng Cảnh à? Thành phố Hồ Chí Minh, mấy con mẹ trong thành phố Hồ Chí Minh hay bom hàng lắm. Xa xa không thích đặt hàng, lần sau đừng bom hàng nhé. Áo đính, áo lưới cho em, áo lưới cho em. 2 tháng nay không thấy chị. 2 tháng nay không thấy chị mình. Trời ơi, 2 tháng nay không thấy chị. Điêu quá cơ, ngày nào trả live stream vào 2 tháng nay không thấy chị, chắc là bị chặn live. Chắc là nhà chị không tương tác đến em ạ. Nó bị hỏng live. Nhà chị hôm nay hỏng hẳn luôn đấy. Live nhà chị hôm nay hỏng hẳn luôn, không nhìn thấy một cái gì luôn. Live stream không ai nhìn thấy ai nữa rồi. Ôi, cái này đẹp lắm các bác ơi. Đẹp lắm cho em. 50k. 49k nhá. Mà áo kẻ, lưới kẻ này các chị yêu kết hợp sơ vin hộ em, kết hợp chân váy hộ em. Các chị yêu kết hợp với bên trong những áo khoác da, khoác dạ, rất là xinh các chị yêu nhá. 49.000 tiếp tục. Đang nào lấy thì comment hộ em áo lưới kẻ caro, được chưa? Áo lưới kẻ caro. Đang nào lấy thì chốt nhanh hộ em, có mỗi một chiếc thôi. Comment hộ em áo lưới nhá, hàng bom đấy. Hàng bom nhá, 49.000 hộ em luôn. Ừ. Dung Nguyễn 49.000 luôn nhá. Tùy theo em ơi, chị cũng thành phố Hồ Chí Minh nhé. Nhà em ví dụ như là 100 khách thành phố Hồ Chí Minh phải đến tầm khoảng 80 khách là bom hàng ấy các chị ơi. Em không hiểu tại sao vậy. Vì là thành phố Hồ Chí Minh hay là ship ra quá lâu các chị hay bom hàng. 80% là bom hàng, nhiều khi em rất là ngại bán cho các chị trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rất là xa xôi, các chị đặt xong các chị hay bom lắm. Được chưa? Còn 20% nhỏ lẻ các chị yêu khách chuẩn chỉ rồi thì không bom thôi, chứ còn lại là hay bom hàng lắm. Hay bom lắm, hay bom lắm. Tiếp vào. Bán nhiều khi bán chán lên ý. Nhiều khi bán chán rồi lên ý. Nào, mã này áo lưới này em còn một chiếc, em xả luôn cho các chị yêu 70.000 hộ em nha. Một chiếc này em xả luôn cho các chị yêu 70.000 này. Áo này nó là áo lưới phối ren cho em nha. Mẫu này hôm trước là 99k hộ em, được chưa? Mẫu này hôm trước là 99k hộ em. Mẫu này hôm nay em chỉ còn duy nhất một chiếc, em sẽ xả cho các chị yêu luôn là 70.000 hộ em này. Còn một chiếc, đây là mẫu áo len tăm phối ren đính đá rất là xinh các chị yêu nhá. Mẫu này các chị mặc bên trong cái áo chân váy hay là cái gì đấy thì rất là xinh luôn, được chưa? Bạn nào lấy thì comment hộ em là mã 70.000 hộ em các chị yêu ơi. Mã áo đính đá phối ren đây các bạn nhìn này, nó may ren rất là đẹp nha, may ren cực kỳ đẹp, đính đá cực kỳ đẹp cho em. Có một chiếc theo nốt cho các chị yêu 70.000, hàng 100, hàng 99.000 em sẽ cho các chị yêu còn 70.000 hộ em nha. Mã áo len tăm này chị yêu nào lấy thì chốt nhanh nhá, có một chiếc thôi, chốt luôn một chiếc thôi, bán luôn nhá. Áo len tăm này ok, em chốt cho chị yêu nào đây nhỉ? Len tăm nha, len tăm chị yêu nào lấy thì comment hộ em cái số điện thoại để em biết lối em chốt hàng nào. Để lại số điện thoại cho em biết lối em chốt hàng nha. Chị em nhận được bộ Adidas thấy rất ưng, cảm ơn chị Phạm Dung nhá. Cảm ơn chị yêu Phạm Dung ạ. Rồi ok này, chị đen của chị Nhung Nguyễn hộ em này, đen của chị Nhung Nguyễn nhá, các bác ơi để lại số điện thoại giúp cho shop nhá. Để lại số điện thoại hộ shop nào. Đấy là 70. Ôi, mẫu này nó là mẫu hàng Quảng Châu chuẩn trị cho em các chị yêu ơi. Hàng này nó là hàng Quảng Châu chuẩn trị cho em nhá. Nó được tặng kèm thêm túi bóng luôn. Đấy ạ, nó là được tặng kèm thêm túi bóng hộ em luôn này. Nó là hàng rất là chuẩn, hàng Quảng Châu chuẩn trị các chị yêu nhá.
Đấy, ôi trời ơi, mặc áo lưới này thì nó đẹp nhất cơ mẹ, nó ngây luôn. Đẹp nhất, công nghệ nó ngây luôn, em mặc thử cho các chị xem này. Ôi trời ơi, này đẹp lắm, mê đi luôn. Đây các chị yêu ơi, cái này đẹp nhất cho mẹ nó ngây luôn nhá. Siêu siêu đẹp luôn các chị yêu ơi. Cái này mà mặc bên trong ghi lê thì đẹp xuất sắc luôn cho em. Cái này mà chị yêu nào mà mặc trong ghi lê đẹp xuất sắc, đính đá lấp lánh luôn cho em. Phối ren cực kỳ trẻ trung nhá. Nào nhanh tay này, mẫu này sale luôn 70k cho các chị yêu, 99k hôm nay sale luôn hết cho các chị yêu ở trong livestream. Đang lấy tương tác cho các chị yêu luôn. Sẩy sale luôn cho các chị yêu 70.000 hộ em luôn nhá. Phối ren này, đẹp không đẹp không. Ôi dồi ôi, đẹp mê ly luôn các chị yêu ơi. Nó toàn bộ là hàng Quảng Châu chuẩn hết. Toàn bộ là hàng Quảng Châu có tặng kèm túi hết cho em nhá. 10 cái như 10, nó toàn bộ là hàng công ty hết các chị yêu nhá. Đấy, toàn bộ hàng là công ty hết hộ em. Được chưa? Chị yêu nào lấy thì comment hộ em mã 01 nha. 70 mã 01 hộ em. Được chưa? 70.000 mã 01 bán chi ân cho các chị yêu. Tiếp tục chia sẻ bài viết 70.000 nha. Hàng này các shop em thấy là bán 195 hay là 150.000 luôn đấy. 195 hay 150 em nói điều mất lộc. Những cái hàng ren này của nhà em các chị yêu nhận hàng về mà chất không đẹp là nhà Đinh Anh hoàn tiền cho các chị luôn nhá. Chất mà không đẹp là nhà Đinh Anh hoàn tiền luôn. Nó là toàn bộ là hàng phối lưới hai lớp và bên trên của nó là phần phối ren rất là xinh. Được chưa? Phần phối ren này rất là xinh hộ em. Đấy. À, có một cái ghi lê để mặc vào nó sẽ rất là đẹp các chị yêu nhá. Nguyễn Thúy à, tít thối một chiếc này. Nguyễn Thúy một chiếc đen ren này, Nga Ly một chiếc đen ren này. Đấy. Chị Nguyễn Thu Hương một chiếc đen ren ok chị yêu này. Đen ren 70.000 thôi các chị yêu ơi. Quyên Nguyễn một chiếc đen ren ok chị yêu này. Quyên Nguyễn một chiếc đen ren ok chị yêu nha. Xinh lắm các tình yêu ơi. 70k hộ em luôn. Đỗ Khen một chiếc đen ren ok chị yêu nha. Nhanh tay 70.000 thôi các chị yêu ơi. Đẹp xuất sắc luôn cho em 70.000 nha. Toàn bộ là hàng Quảng Châu chuẩn chị được tặng kèm túi hết được chưa? Đấy, được tặng kèm túi hết cho em nhá. Chị yêu nào trẻ trung không mua không mặc được thì mua cho chị gái, mua cho mẹ. Đấy, hoặc là mua cho mẹ, mua cho cô dì chú bác vậy có 70.000 thôi. Đẹp không đẹp? Nhà Đinh Anh hoàn tiền. Thảo An Hương một chiếc. Châu Diệu Thanh một chiếc. Không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền luôn nha. Được chưa? Không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền luôn. Đấy, hoàn 10 lần tiền hẳn hoi luôn nhá. Nó là hàng co giãn thoải mái, ai mặc cũng vừa cho em. Ôm, bạn nào mặc cũng ôm dáng hết. Chị nào béo thì nó sẽ co giãn theo người của chị này. Co giãn theo người của chị hộ em nhá. Đấy, ok được chưa ạ? Ok, Kiều Anh một chiếc đen ren chị chốt rồi. Lụa Đinh một chiếc đen ren ok chị yêu này. Lụa Đinh một chiếc đen ren ok nhá. Lưới 70 tiếp tục nha. Ôi hôm nay đúng chất nghĩa xả cho các chị yêu luôn. Đúng chất nghĩa xả hộ em luôn. Cái mẫu này 90k đây. Hôm nay bán cho các chị yêu 70.000 nhá. Đúng chất nghĩa xả, dưới giá nhập luôn. Áo này chị bán rẻ hơn hôm trước em mua 90k. Đấy chị có nói phép đâu em. Chị đâu có nói phép đâu, chị đã bảo xả là xả mà. Đấy nhà chị bán hàng là cứ nói xả là xả, không phải là nói điêu nhá. Đấy hôm nay em mua hàng xả đi. Đấy, tại vì nick mới chị đang bán tương tác toàn bộ, chị bán một là giá gốc, hai là chị bán lỗ luôn. Hai là chị bán lỗ luôn nhá. Đấy, 90.000 chị còn được 10.000 lãi cho hàng này, chị đang bán lỗ luôn cho mọi người rồi. Áo lưới này nó là hàng áo lưới hai lớp hộ em, được chưa? Lưới này nó là hàng lưới dày hai lớp hộ em, nó là hàng lưới Quảng Châu xịn các chị yêu nha. Nó là hàng lưới Quảng Châu xịn luôn, không phải nó là hàng lưới một lớp và nó không phải hàng mỏng. Lưới này các chị mặc thoải mái cho em, không bị cắn này, không bị bục này, thoải mái mặc rất là dày hộ em luôn nhá. Đấy, mặc rất là dày hộ em luôn. Nhất nhắc rồi em ơi, Nguyễn Thúy một chiếc vàng này. Nguyễn Thúy một chiếc vàng, em ơi có đi nhân viên chốt đơn rồi à, gửi hạt em gửi tiền rồi là nhân viên đi hàng rồi em. Phương Nguyễn đúng không? Gửi tiền rồi. Dung Nguyễn một chiếc này. 70 Dung Nguyễn một chiếc. Chắc là mai hoặc là ngày kia là em nhận được hàng thôi. Nhà chị gần này đơn hàng đi hơi chậm một tí. Đấy những cái này chị bán vào shop phải 200-300k chuẩn luôn. Nga Lưu một chiếc này.
Trần Hoa Hiên một chiếc, chị nhà chị đã nói xả là nhà chị xả, nhưng nhà chị không nói điêu nha các chị yêu nhá. Em không phải là em bán tương tác cho các chị để em chia sẻ, các chị chia sẻ để em lấy xong rồi em lại bán hàng giá cao lên đâu. Em đã nói xả lại nhà em xả các chị yêu nhá, chứ không nói điêu được chưa. Nhiều khi em hay khó tính, em hay kiểu như là hay kiểu là nóng tính ấy, hay có khi là hay chửi lên ấy, nhưng mà chửi nhưng mà thật đấy các chị yêu ạ. Nói xong là nói thật nhá các chị yêu nhá, chứ không nói điêu đâu. Nói xả là xả. Hôm trước chị nào phải mua 9.000 rồi vào đây là các chị biết ngay là em sẽ bán giá gì giá gì đây. Em lên mã tiếp theo nhé. Nay cố gắng chốt hết đơn chị nha. Không phải 6 giờ là giá về rồi đấy. Hàng hôm nay nặng, đang kém rồi đấy. Thừa để đẩy đâu lại đừng có trách. Em này, trời ơi cái này đẹp không? Cái này đẹp dã man luôn cho em này. Đây là mã phối lưới đính đá cho em cổ cao các chị yêu nha, rất là ấm. Cổ này cực kỳ ấm. Cổ này cực kỳ ấm cho em, các bạn nhìn này. Cái dáng áo của nó rất là vừa phải các chị yêu ơi, không cần phải sơ vin mà mặc lên rất là đẹp. Được chưa? Bầu 47 bầu đây, 4 tháng này. Được chưa? Các chị nhìn bụng em này, nhưng mà khi em mặc cái áo lưới này vào á, nó rất là gọn dáng các chị yêu nhìn này. Nó không hề bị lộ nhá. Nó ôm body nhưng rất là gọn dáng hộ em. Các chị yêu nhìn thấy không ạ? Ôm body nhưng cực kỳ gọn dáng cho em. Chỉ có nhà Đinh Anh thì có hàng chuẩn như này thôi. Chỉ có hàng Quảng Châu chuẩn nó mới có nên form đẹp như này các chị yêu nhá. Chứ còn em nói thật là cái hàng may lại của Việt Nam ấy, không mặc nó không chật chỗ nọ, nó không phì chỗ kia. Chưa? Không phì chỗ nọ thì nó phì chỗ kia luôn ý. Nó không được đẹp như thế này đâu. Mặc lên nó không được đẹp, không được xinh như này đâu. Màu này nó rất là tây. Màu này mặc cực kỳ tây hộ em nha. Các bạn mà cứ mặc bên trong những cái áo khoác, áo khiết, áo khiết, mặc xinh lắm luôn cho em ý. Mặc xinh cực kỳ luôn nha. Nào, bác nào lấy cái mã phối lưới này tiếp tục hộ em 70.000 tiếp nha. Tiếp tục bả xả luôn cho các chị yêu. Đây là toàn bộ là hàng xả giá gốc của mọi người nhá. Đây các chị nhìn này. Hàng công ty, hàng Quảng Trị, hàng Quảng Châu chuẩn xịn, hàng công ty hộ em. Được chưa? Hàng công ty, hàng Quảng Châu chuẩn xịn hộ em nha. Em ra cái gì đây? À khi bạn Hậu A ơi, nhà chị đang có nhân viên chốt đơn. Tí nữa bạn ấy sẽ gọi cho em, tí nữa chị sẽ gọi cho em để chị chốt đơn hàng nha. Em không phải lo, nhà chị sẽ gửi hàng cho em nha. Chị cũng mong mọi người lên mua hàng để nhà chị bán được hàng thôi. Đấy. Chứ còn không yên tâm là em đặt hàng thì chị gửi hàng, cứ nghe máy cho chị. Cứ nghe máy cho chị là chị sẽ gửi hàng thôi nhá. Ok, rất là chị Trần Diễm Quỳnh, ok, kèm số điện thoại hộ em nhé, Trần Diễm Quỳnh nhá. Đây là len lưới nâu các chị yêu nhá. Len lưới nâu hộ em. Ok, chị Hương Nguyễn, ok, chị yêu kèm số điện thoại hộ em. Chị Hương Nguyễn là nhà em không nhớ số điện thoại của chị đâu, chị cho em xin lại số điện thoại lại đây ạ. Ok nhá, lấy thêm một áo đen nhé. Lấy thêm một áo đen là cái gì? Áo đen ở đâu ra? Đang bán áo này không có áo đen. Đây là áo lưới phối ren cho em màu ghi, à màu này nó là màu gì em chẳng. Lưới nâu ghi thanh vũ một chiếc này. Đẹp lắm các chị yêu ơi, không hề hở các chị yêu nha. Phối lưới các chị nhìn này không hề hở cho em mà nó rất là đẹp. Đính đá này, hàng này rất là xinh hộ em, cổ cao cực kỳ ấm các chị yêu nha. Đấy. Ok này, chị Thảo Trang một chiếc ok chị yêu này. Thảo Trang này, chân rượu thanh một chiếc ok này chị yêu ơi, kèm số điện thoại của em đi các chị ơi. Nhà em không hề nhớ số điện thoại của ai cả. Các chị cho em xin lại số điện thoại để nhà em gọi điện chốt đơn hàng. Đấy, nhà em gọi điện chốt đơn hàng cho các chị nha. Cho em xin lại cái số điện thoại để nhà em gọi điện chốt đơn hàng nhá, chứ em không nhớ số điện thoại của ai đâu. Hàng của nhà em bên trong lót nỉ các chị yêu nha. Lên trong bên trong của nó là hàng hai lớp lót nỉ cực kỳ ấm cho em này. Đấy, bên trong là hàng lót nỉ các bạn nhìn thấy không ạ? Không phải nó là hàng lưới đâu nha, hàng lưới là chỉ có lớp ngoài thôi này. Hàng lưới lớp ngoài này, còn hàng bên trong nó là bên trong là lớp lót nỉ cực kỳ ấm rồi. Đấy, chức năng giữ nhiệt cực kỳ đẹp cho em. Chức năng của nó là vào mùa đông giữ nhiệt. Đấy, vào mùa thu các chị mặc như này sơ vin đi chơi rất là tây nhá. Đi chơi cực kỳ tây. Em chốt cho ai? Thảo An gì đấy? Thảo An à? Thảo An Hương. Thảo An Hương đấy. Thảo An Hương chưa có chốt đúng không? Thảo Trang một chiếc nữa là hết hàng nhá. Các bạn ơi, kèm số điện thoại cho em. Kèm số điện thoại cho em nào. Thảo An Hương mà, Thảo Trang chốt. Thảo Trang vừa chốt rồi. Ta bảo là Thảo An Hương cơ mà. Thảo Trang ở đâu? Kiều Anh cho một chiếc này, chân Diệu Thanh. Kiều Anh nữa là hết. Đấy, bên trong
của nó là toàn bộ là hàng lót lưới, toàn bộ là hàng giữ nhiệt cho em nha. Bên trong của nó là giữ nhiệt hộ em các chị yêu ơi, bên trong là giữ nhiệt đây này. Đấy, phần của nó là phần giữ nhiệt, nó chỉ có lưới ở bên ngoài thôi. Đây toàn bộ là hàng hai lớp hết cho em các chị yêu nha, toàn bộ là hàng hai lớp. Bên ngoài của nó là lớp lớp lưới này, bên ngoài là lưới này, và bên trong của nó là phần giữ nhiệt hộ em. Nên các chị yêu yên tâm. Đấy, sang mùa đông có chức năng giữ nhiệt rất là ấm và rất là chuẩn cho em, rất là sướng các chị nhá. Mặc lên người là cực kỳ thích luôn ấy ạ. Mặc lên người là cực kỳ thích cho em luôn nhá. Rồi, tiếp tục này, mẫu này nó là mẫu len cổ cao hàng siêu đẹp luôn. Ôi các bạn nhìn này, siêu dày nhá. Hôm nay bán cho các chị yêu, giá cực kỳ yêu thương. Được chưa, bán cực kỳ yêu thương cái mã này. Mẫu này của nhà em đang bán bên ngoài là 350.000. Mẫu này ở bên ngoài các chị yêu ơi 350.000. Em bán là 150.000 và hôm nay chia sẻ bài viết hộ em bán cho các chị yêu giá dưới giá nhập cho em 120, giá rẻ từ quần nha. Dưới giá nhập hộ em 120.000 hộ em. Áo len thêu hoa hai cánh tay cổ cao cực kỳ ấm. Chất len siêu dày và đẹp cho em. Đây các bạn nhìn chất này, rất là dày và đẹp cho em hộ em ạ. Lâu rồi mới thấy Đinh Anh, trời ơi. Đấy các chị yêu em, sang mic mới này mới biết là nhà em bị mất tương tác rất là nhiều. Nhà em bị mất tương tác cực kỳ nhiều luôn nha. Đấy, sang mic mới này mới biết này. Các chị ơi, tít thối một chiếc, mẫu này của nhà em chỉ còn vài chiếc thôi, em xả luôn các chị yêu nha. Nào, mẫu len theo tay nhanh tay đi ạ. 120.000, không bao giờ mua được cái hàng này. Chất xấu nhà Đinh Anh hoàn 10 tỷ luôn. Chất xấu nhà Đinh Anh hoàn 10 tỷ luôn nha. 120.000 hộ em, được chưa? Ok, các chị Nhung Lê, một mẫu len theo tay hộ em không đẹp, nhà Đinh Anh hoàn hẳn 10 tỷ cho các chị yêu luôn. Ok, Nhung Lê một chiếc này, chị Kiều Mai một chiếc hộ em, ok chị yêu nha. Kiều Mai một chiếc hộ em, đấy, Kiều Mai một chiếc hộ em, đây là hàng len co giãn chị yêu ơi, nó là hàng len co giãn hộ em các chị yêu nha. Len theo tay chuẩn xịn hộ em luôn, đẹp xuất sắc đây, các bạn nhìn thấy chất len này này, form dáng len này này, nó đẹp không ạ? Đẹp không ạ? Đấy, trời ơi nó đẹp lắm các chị yêu ơi. Nhá. Ừ, nhà mình gọi cho đơn hàng luôn mà, các bạn ơi cố gắng nghe máy cho em nhá. Chỉ có chị nào không nghe máy thì mới khổ thôi. Thảo An Hương một chiếc này em ơi. Rồi chị Thảo An Hương cái này này, có phải em vừa chốt không? Rồi Thảo An Hương một cái 120.000 nhá. Có phải các chị yêu hỏi em có bộ đồ 40, bộ đồ này không? Bộ đồ này của nhà em đây ạ, 125k, hôm nay sẽ xả cho các chị yêu 99k hộ em. 99k cho khách chia sẻ bài viết hộ em cam kết bán lỗ các chị yêu nha. Nói điêu mất lọc, trời ơi một bộ đồ hàng các bạn ơi. Bộ này nó là bộ hàng len đẹp luôn ấy ạ. Bộ này nó là hàng chất liệu len cho em, rất là dày và rất là đẹp các bạn nhìn chất này. Kéo căng sợi len ra này, rất là dày và nó rất là đanh các chị yêu nha. Hàng len đanh đẹp cho em. Ôi đẹp chưa? Xả 99k cho khách chia sẻ bài viết trong livestream này cho em. Toàn bộ hôm nay chị yêu nào được mua ở trong livestream này toàn bộ là hàng giá gốc hết cho em. Toàn bộ là hàng new giá gốc luôn các chị yêu nha. Toàn bộ là hàng mẫu mới các chị yêu ơi. Các chị cứ hay xem livestream của em các chị biết là sẽ không bao giờ có cái chưa có cái mẫu này luôn, chưa có cái mẫu này. Được chưa? Đấy. Và hàng này em bán nó là hàng mới và em bán sẽ sale các chị yêu dưới giá nhập cho các chị luôn này. Bộ đồ bao đẹp từ 40 đến 60 cân hộ em nha. Bao vừa bao đẹp có size từ 40 đến 60 cân hộ em. 99 cao rồi, nó đẹp xuất sắc. Đây là hàng chất liệu len cho em nha các chị yêu nha. Hàng len hộ em bao vừa bao đẹp từ 40 đến 60 cân hộ em. À 62 cân vườn, chị Nguyễn Thu Hương ơi, hôm qua có khách nhà em là 65 cân vẫn mặc vừa nhưng mà em chỉ chốt đến 60 cân thôi. Được chưa? Đẹp lắm các chị yêu ơi. Đẹp lắm các chị yêu ơi. Rồi ok nha, mẹ Mẫn Tuệ một chiếc này. Mẫn Tuệ một chiếc bộ 48 cân này, Nga Liên một bộ này, ok này, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn 10 lần tiền. Ánh Ngọc một bộ chị này, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền 99k hộ em. Không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền các chị yêu nha. Duy Nguyễn một bộ này. Ôi đẹp xuất sắc luôn cho em. Nhanh tay bộ đồ kim sa len hộ em. Đây là bộ len kim sa các chị yêu nha. Đây là bộ len kim sa hộ em. Được chưa? Bộ len kim sa nha các chị yêu ơi. Bộ len kim sa người chị 60 cân thì em bảo em mặc thử thì nó cũng thế thôi em. Đấy, chứ người chị nó khác người em mà. Hà Nguyễn một bộ này. Hôm qua chị mặc rồi mà. Hôm qua chị mặc rồi em ơi, hôm qua chị mặc rồi. Đẹp lắm em ơi. Ngân Đào một bộ này. Không có hàng mà bán đâu các chị ơi. Nguyễn Lan Anh một bộ này. Không có hàng mà bán đâu. Bộ len kim sa 99k cho khách chia sẻ bài viết cho em. Ok ạ. Đấy, chị Nguyễn Lan Anh một bộ, kèm số điện thoại cho em chị Nguyễn Lan Anh ơi.
kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là bộ len hàng cao cấp được chưa? Đây là bộ len hàng cao cấp cho em, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền, nhận hàng không chuẩn hàng cao cấp hoàn tiền. Ok, chị Yến Nguyễn một bộ này, chị Lan Nguyễn một bộ cho em này, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền cho các chị yêu thôi ạ. Trời ơi, sắp hết rồi các chị yêu ơi. Sắp hết rồi các chị yêu ơi. Thanh Vũ một bộ sắp hết rồi. Thanh Vũ một bộ sắp hết rồi. Trần Phương Thảo một bộ này, được chưa? Lụa Bùi một bộ này, Bùi Bình một bộ này, Tin Tin một bộ này sắp hết rồi. Nhanh tay chốt hộ em đi ạ. Sắp hết rồi các tình yêu ơi. Đấy, Hà Nguyễn một bộ cho em này. Nhanh tay sắp hết rồi, còn 5 bộ cuối cùng nữa. Hà Nguyễn bộ này. Đấy, 99k hộ em, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền. Đây là bộ kim sa len các chị yêu nha. Kim sa chất liệu len hộ em rất là dày, các bạn nhìn chất này, toàn bộ là chất dày hộ em, được chưa? Mới tối hôm qua em bán 125.000, mới tối hôm qua em bán 125.000, hôm nay em sẽ xả dưới giá nhập cho em 99.000. Bùi Bình chốt rồi này, Nguyễn Thu Hương một bộ dồn rồi. Ok, Hương Nguyễn một bộ chốt rồi. Hương Nguyễn một bộ chốt rồi nha. Mới hôm qua em bán 125.000, tối hôm qua chị yêu nào xem livestream các chị sẽ biết ạ. Nga lên một bộ này. Đấy, nhanh tay nha, nhanh tay hộ em này. Trời ơi, bộ kim sa đẹp hộ em, được chưa? Bộ kim sa đẹp hôm nay em bán cho các chị yêu 99k. Đấy, cho tất cả các chị yêu chia sẻ bài viết trong livestream này hộ em. Toàn bộ những chị nào được mua trong livestream này sẽ được mua hàng giá rẻ nhất quả đất rồi đấy. Giá rẻ, siêu rẻ cho em rồi. Đây các bạn nhìn chất này, chất của nó rất là sướng hộ em nhé các chị yêu nhé. Chị thêm một bộ nữa là 2 bộ, ok chị yêu. Đấy, cho chị thêm 2 bộ, à không, chị không còn bộ 29.000 đâu em ơi. Ôi 29.000 cũng thế thôi em. Đây hàng này của nhà chị, hàng 99.000 mà các shop đang bán là 350 thôi em ơi. 350 hàng len đây này, 350 bộ len đây này, được chưa? 300.000 bộ len đây này mà chị bán cho mọi người có 99.000 thôi. Nó cũng cả như thế thôi mà còn đòi bộ 29.000 làm gì? Được chưa? 5 tháng một bộ này, Kiều Anh một bộ này, có 99.000 một bộ thôi em ơi nhá. Đấy, đẹp lắm em ơi. Đẹp lắm mấy miêu ơi, đẹp lắm mấy miêu ơi. Ok, Kiều Anh chốt rồi. Nga lưu 2 bộ chị yêu nha. Nga lưu 2 bộ, nhanh tay 5 bộ cuối cùng nha. Bộ len hộ em, bộ này là chất liệu len hộ em các chị yêu nha. Nào, bộ này chất liệu len Bùi Bình rồi, mấy áo da ok em yêu. Rồi mấy áo da ok nha. Bộ len hàng bao đẹp bao dày, mới tối hôm qua bán 125, hôm nay em bán cho các chị yêu 99k. Được chưa? Ngọc Hân chọn một bộ ok, kèm số điện thoại của em chị yêu ơi. Nào, Hà Trinh một bộ ok chị yêu nha. Rồi ok nào, nhanh tay nào. Trời ơi đẹp lắm. Bao chất, đây là hàng len co giãn hộ em này, được chưa? Bao chất này, hàng len co giãn hộ em các chị ơi, bên dưới của bo nha. Bên dưới của nó bo này, bo này là cái phần áo của nó các chị, phần bụng các chị sẽ không bị gầy. Ấy không bị béo bụng ấy, nó rất là đẹp nhá các chị yêu nhá. Phần túi, phần áo, phần quần của nó có túi này. Quần của nó có túi cho em này. Được chưa? Quần này của nó có túi cho em rất là xinh các chị yêu nhá. Thái Hiên một bộ này. Đấy. Chứ em nói thật là Facebook của nhà em nó có không bị hạn chế thì làm gì em phải bán 199.000. Không bao giờ em phải bán lỗ đi đâu ạ. Đấy, được chưa ạ? Không bao giờ em phải xả lỗ đi cho các chị, nhưng mà em lấy tương tác ở nick này nên em cần sự chia sẻ của mọi người, nên là em sẽ bán cho các chị yêu giá lỗ hộ em. Hải Phương Nguyễn này, nói điều mất lòng các chị yêu nhá, toàn bộ là hàng em bán lỗ cho các chị ngày hôm nay. Đấy, nhà em nói lỗ là lỗ hộ em. Ok, chị Uy Vũ Nguyễn một bộ nhá. Rồi ok, quần bao gấu chị yêu ơi, bộ len này nó là quần bao gấu chị yêu ơi. Quần áo bo này, áo của nó bo, quần của nó bo hộ em. Dáng của nó là dáng rất là đẹp, nhưng mà bo không phải là bo to bo gừng ấy đâu, không phải là bo mà chặt vào chân đâu các chị nhìn này. Phần bo của nó rất là dai nhá các chị yêu nhá, được chưa? Phần bo này nó rất là thoải mái. Đây các bạn ơi, chất len của nó là hàng co giãn cho em này. Đây các chị nhìn này, toàn bộ là hàng co giãn. Đây các bạn nhìn thấy phần bo đây ạ, rất là sướng nhá, nó co giãn to ấy. Đấy, chứ không phải là co giãn nhỏ đâu, không phải co là ít đâu, nó sướng lắm. Mặc nó là hàng len này, các bạn nhìn chất này, len rất là tanh dày này. Cho các chị xem này. Đấy, kéo căng sợi len mà cũng rất là ok hộ em nhá. Được chưa? Ok. Áo da đi chị. Úi dồi. Thế là chị hôm nay áo da thì từ từ đã em. Chị đang xả lỗ thì cứ từ từ đã xem nào. Đấy, ok, hết hạ, hết chưa em? Hết nhá, 50 bộ hết luôn rồi các chị yêu ơi. 50 bộ hết luôn rồi. Đấy. 50 bộ hết luôn, em chỉ bộ này em chỉ về được có 50 bộ thôi. Về được có đúng 50 bộ thôi. Đây em lên bộ tiếp theo nhá. Ok, thủy mùi nhá. Đây em lên cái màu tiếp theo nhá.
chị yêu ơi, 99.000 tiết hộ em, được chưa? Bộ kẻ này, bộ kẻ này không bao giờ hết mốt các chị yêu nha, bộ kẻ này không bao giờ hết mốt hộ em, kẻ gu xì cho em đẹp xuất sắc luôn, nhanh tay 99k tiếp tục hộ em nha. Ôi nó đẹp không ạ, xuất sắc không ạ? 99.000 cho em, khổ thân em hôm nay phải bán cái nick này đây. Đấy, tự nhiên may vào nó chặn bốt nó like lại không phải không bán được. Mới tới hôm qua bán 125 mà hôm nay phải bán 99k hộ em đây nhá. Quá là xuất sắc luôn hộ em, được chưa? Quá là xuất sắc luôn hộ em, bộ len bộ này nó là bộ kẻ cho em được chưa? Bộ kẻ 99k tiếp tục là dưới, bộ này chỉ có dưới 57 cân thôi nhá. Bộ này hôm qua em bán rồi và còn 10 bộ dưới 57 cân thôi. Chưa? Còn 10 bộ dưới 57 cân thôi mà nó hết size đến 60 cân rồi. Được chưa? Bộ đỏ kia thì có 50 bộ. Được chưa? Có 50 bộ. Đấy, nên là bộ này em hết hàng rồi, chỉ còn có 10 bộ duy nhất. 10 bộ duy nhất là dưới 57 cân hộ em các chị yêu nhá. Vừa cái gì đấy? Em nhận được đơn rồi, 4 ngày nhận 4 đơn của tiếp quá đỉnh, quá xuất sắc, hết tiền ăn sáng rồi đây. Cảm ơn em. Chị Bách có tâm quá. Trông chín chăn. Ôi giời em ơi. Đây toàn những siêu phẩm của chị đây. Toàn siêu phẩm mà phải bán lỗ này em này. Hồng Lai này. Chốt nhanh không hết em ạ. Hương Nguyễn Lan này, chốt nhanh không hết. Toàn siêu phẩm ở đây này. Trần Thị Thanh cho em một bộ này. Trần Thị Thanh một bộ này. Trời ơi, toàn là hàng siêu phẩm mà hôm nay phải bán lỗ đây các chị ơi. Đây là bộ gu xì ong kẻ cho em, ánh ngọc một bộ này. 5 tháng một bộ các chị này. Hết rồi, còn 2-3 bộ nữa là hết rồi. Ngọc Trương một bộ này. Bộ cuối cùng cho em Ngọc Trương bộ nhá, dưới 57 cân hộ em Ngọc Trương. Này, nó bộ này là bộ cuối cùng đấy các chị ơi. Hồng Lai bộ ok hết hàng nha. Hết rồi các chị yêu ơi. Hồng Lai hết rồi à? Phương Đặng em ơi. À Phương Đặng 63 cân không vừa chị yêu ơi. Bộ này của nhà em hết hàng hôm qua em bán rồi. Chỉ còn bộ là dưới 57 cân hộ em thôi, dưới 57 cân nha. Chị Helen Đào ok chị này. Trang Trang chút chưa nhỉ em nhỉ? Trang Trang nhận được hàng đổi của bạn rồi nhá. Qua tới nhận được hàng đổi của bạn Trang Trang rồi nhá. Đấy. Nào hết lên nào, ok hết hàng rồi, hết hàng rồi. Đây. Tiếp tục cho em này, xả các chị yêu xuất sắc luôn cho em. Toàn hàng siêu phẩm em đi chọn từng hàng một cho các chị yêu đây ạ. À. Đi chọn từng hàng một luôn cho các chị yêu luôn, được chưa? Đấy. Đây các chị yêu ơi, tiếp tục này. Bộ này nó là bộ kẻ trắng cho em nha. Bộ kẻ trắng này cũng có 10 bộ thôi. Bộ kẻ trắng này cũng có 10 bộ cho em thôi. 99k và dưới 57 cân tiếp tục cho em. Còn bộ chỉ còn dưới 57 cân hộ em thôi. Nó đẹp xuất sắc luôn hộ em này, được chưa? Đẹp xuất sắc luôn hộ em, bộ kẻ trắng các chị yêu nha. Bộ kẻ trắng cho em. Đây các bạn nhìn này, quần này, bộ này nó là hàng chất liệu Umi đấy. Hàng này nó là hàng chất liệu Umi xịn luôn, 99.000, không bao giờ ai bán. Hàng Umi này hôm trước em bán rẻ nhất là 170.000 các chị yêu ơi. Nó là hàng 170.000 hộ em và hôm nay em bán cho các chị yêu 99.000 thôi. Xả lỗ tiếp tục nha. 99.000 đây các chị nhìn này, chất liệu Umi xịn cho em này, được chưa? Chất liệu Umi xịn cho em, quần có túi cẩn thận nha các chị yêu nha. Umi dày xịn hộ em luôn, được chưa? Bộ này nó là bộ Umi dày xịn cho em luôn nha. Đây các bạn nhìn chất đây này. Sướng đời hàng co giãn nhé. Chưa? 170.000 hôm trước em bán bộ Umi đấy, nó là dáng thể thao, nó có khóa thì 170 thôi, còn hàng Umi này nó là hàng chui hộ em 99k. Không thằng nào mà bán được bộ này như vậy đâu. Không có thằng nào mà bán bộ như này đâu nhá. Trang Trang một bộ này. Giờ em tí. Không có thằng nào mà bán cái bộ này 99k đâu các chị yêu ơi. Chỉ có phải bán lỗ với giá này, chỉ có giá lỗ mới có giá này thôi. Trang Trang này, Trần Phương Thảo kẻ trắng này, cổ số điện thoại cho em công ty một bộ này. 5 tháng một bộ kèm số, 5 tháng kèm số điện thoại cho em đi ạ. Đấy, Hạnh Lê một bộ chị chưa biết nữa, chị đang xem mạng chị thế nào em yêu ơi. Mạng chị mấy nay nó khốn nạn quá, chị đang phải bán lỗ hết hàng đi em. Chứ chị để hàng nhà chị một ngày ở nhà cũng chết rồi em ạ. Nhà chị em biết là hàng hóa nó nhiều, một ngày ở nhà, hàng ở nhà cũng chết. Một ngày nào bên Trung người ta cũng gửi hàng với chị đấy. Chị mà không, chị mà để hàng một ngày ở nhà thôi cũng chết rồi, nó đẩy hàng không có chỗ để luôn. Hương Nguyễn Lan một bộ này, Hạnh Lê thích rồi đúng không? Ừ, đồ rẻ mà đẹp, đẹp hết, đẹp lắm em ơi, đẹp lắm, không đẹp thì chị hoàn tiền luôn. Thảo Trang bộ, đây là bộ hàng Umi này, nó là chất liệu Umi cho tớ nhá, các bạn nhìn này, về nhận hàng mà ra hỏi, ra shop hỏi không phải hàng Umi hoàn tiền luôn, được chưa? Thảo Trang của bộ nha, đấy, được chưa? Về nhận hàng mà đi ra shop hỏi không phải hàng Umi dày nhờ đi ngay hoàn tiền luôn. Đây này, toàn bộ là phần bo gấu các bạn nhìn này, bộ quần của nó có bo gấu nhưng mà bo gấu của nó rất là thoải mái, nó không bao giờ nó bị xít vào phần chân, đấy, nó rất là thoải mái hộ em.
thấy chưa? Nó rất là thoải mái, nó không bị bo, nó không bị xít vào chân các chị yêu nhá. Rất là thích. Đấy mọi người nhìn này. Rất là thích cho em, nó bo, nó xuống lắm, nó giãn lắm các chị yêu ạ. Ba bộ nhá, ba bộ nữa là hết hàng rồi. Giày nữa là giày luôn cho em. Đấy, 99k, 99k nhá. Dạ. Ui, không, em đang bán. Đang bán. Lúc nữa. Áo á, áo chị đang mặc là 70.000 thôi em ơi, 70.000 thôi. Hồng Nguyễn Lan chúc cho em. Mẫu này là từ 40 đến 57 cân, hôm qua em bán rồi, hôm qua em bán là 125.000 đấy chị yêu, bán là mix đinh anh 125.000 đấy. Đấy. Và hôm nay sẽ xả cho các chị yêu là 99k hộ em, được chưa? 99k hộ em các chị yêu nha, bộ kẻ trắng cho em, hàng Umi các chị yêu nha. Hàng này nó là chất liệu uni chuẩn cho em, chất liệu Umi các chị yêu nha. Đây này. Nó là chất liệu Umi hộ em, được chưa? Hàng Umi dày này thì các bạn ấy bán về tầm khoảng là ít là từ 150. Hôm trước em bán có bộ có khóa là 170 đấy, hàng Umi ấy. Chất của nó giống y hệt nhau, một bộ là có khóa và một bộ chui thôi. Một bộ là một bộ chui, một bộ là một bộ có khóa thôi. Được chưa? À em đang mặc có còn không? Thì như là một chiếc chị mặc đúng không em? À chị đang mặc có một chiếc chị mặc à? Ôi. Nâu da. Ok chị Thương Đoàn chốt cho chị yêu nhá. Thôi chị Thương Đoàn kéo chị ý đang mặc đi. 4 bộ nữa. Thôi để đây. Để chiều lại live tiếp nhá. Đang nào chưa vào live stream thì live tiếp. Khổ thân. Live ở nick mới có 10 bộ. Live ở nick này có 10 bộ thương không hết. Ôi má này vỡ mồm. Rồi. Lên một cái mẫu hàng cao cấp cho em nhá. Lên một mẫu len hàng cao cấp em mặc thử cho chị xem. Lên một mẫu len hàng cao cấp cho các chị. Đây là hàng thêu cho em ạ. Ôi xinh chưa. Đấy. Mẫu này của em cực đẹp luôn các chị yêu nha. Đây là mẫu màu da hộ em có hình thêu các chị yêu ơi. Mẫu này của nhà em ạ. Mẫu màu da có hình thêu hộ em đẹp xuất sắc luôn cho em các chị yêu ơi. Có mấy chiếc nhỉ? Mẫu này của nhà em chỉ có 4-5 chiếc thôi các chị yêu ơi, 4-5 chiếc hộ em nha. Em sale các chị yêu là từ 380 130.000 hộ em, được chưa? Mẫu này hôm trước em bán là 150 và hôm nay em bán cho các chị yêu là 130 hộ em, được chưa? Các chị kết hợp với một cái sơ mi cũng rất là đẹp. Mẫu này các chị kết hợp với một cái sơ mi cũng đẹp cho em nhá. Đây này, đứng lên dáng cực kỳ đẹp này. 130 cho các chị yêu nha, còn có 4 chiếc em bán hết luôn. Hàng len của nó là hàng len cao cấp nhá. Đấy, như chị Trần Thủy đấy, chị mua bao nhiêu lần áo len của nhà em rồi, xuất sắc luôn. Toàn bộ len là tớ phải đi chọn từng cái. Nó rất là, toàn bộ là len hàng loại 1 nhá. Hàng này đổ xỉ đã là 200.000 rồi. Đổ xỉ ở các chợ đầu mối đã là 200.000 như tớ rồi. Không bao giờ có giá là 130.000 như nhà mình đang bán. 30 là bán lỗ đấy ạ. Chị yêu nào lấy cái mẫu này thì chốt hộ em mẫu màu da nhá, màu da thêu của chị yêu nhá. Nó là màu da thêu hộ em. Ok các chị Hoa Trần Thị Hoa mẫu màu da thêu 130 nhá. Đây là màu thêu ở đây là màu da hình thêu hộ em, được chưa? Màu da hình thêu hộ em này. Đấy, màu da hình thêu hộ em này. Rất là xinh nhá. Chất len của nó là toàn bộ là len hàng mịn dày xịn cho em. Len mịn dày xịn này. Bên dưới của nó cũng có vạch kẻ hàng bo cho em luôn nhé các chị yêu nhé. Mẫu này các chị có thể phối với lại một cái sơ mi, được chưa? Em đang vội nên không phối với sơ mi thôi. Chứ còn cái mẫu này mà phối với sơ mi thì rất là xinh. 130 em ơi. 130. Thanh Vũ một chiếc màu da ok chị yêu ạ. Trần Tươi một chiếc màu da ok chị yêu ạ. Có màu trắng chị yêu ơi. Trần Tươi một chiếc màu da. Hết hàng nhé, có 4 chiếc thôi mà. Em còn có 4 chiếc thôi mà, em xả nốt luôn cho mọi người đấy. Đây đây chị mặc màu trắng đi xem nhé. Mặc màu trắng cho xem. Khách hàng thì có tình yêu ơi, đây chị nào không lấy được màu đen thì lấy sang màu lấy màu trắng cho em này. Khiếp, chất của nó đẹp phải nói là mê mẩn luôn các chị yêu ơi. Chất của nó phải nói là đẹp mê mẩn luôn cho em. Kiểm cho kiếm cho chị một cái len mặc với chân váy đi đinh anh. Cái mẫu này chị mặc với chân váy để hết cỡ luôn. Mặc hết. Mẫu này mà mặc với lại chân váy mặc chuẩn hết cỡ luôn cho em các chị yêu nha. Mẫu này mặc kết hợp với chân váy gì cũng đẹp luôn. Em khẳng định mặc chân váy gì cũng đẹp luôn cho em nha. Đấy, để em thử mặc một cái chân váy cho các chị xem nhá.
em thử mặc cái chân váy thì mình có chân váy nào chị vừa nhá. Người giờ béo quá không mặc vừa nữa, giờ bụng đang bụng đang bầu 4 tháng 5 tháng rồi ấy. Đấy, đang bầu 4 tháng 5 tháng. Cái mẫu hôm qua đâu nhỉ, mẫu của Phương Đặng. Cái này mặc với chân váy thì chấm hết luôn, mặc với quần legging, mặc với quần bò dễ mặc cực kỳ luôn các chị ơi. Không mặc đấy, không mặc vừa sẽ đâu, sao mặc vừa máy như con đơ nhỉ. Phương Đặng một chiếc này, lẻ đâu rồi đâu. Chị mặc với chân váy xòe em ơi, xòe mặc cái này đi, xòe mặc cái này luôn cho em đi nào. Cái này em nói thật với các chị là mặc với chân váy đẹp hết cỡ luôn. Đấy, mặc với quần bò cũng đẹp, mặc với quần legging cũng đẹp, xuất sắc luôn các chị yêu ơi. Ok này, tin tin một chiếc trắng này, Hoa Trần Thị Hoa một chiếc trắng này không đẹp, nhà Đinh Anh hoàn 10 tỷ các chị yêu nha. Hoàn hẳn 10 tỷ nếu mà chất nhà Đinh Anh không đẹp các chị yêu nhá. Hoàn hẳn 10 tỷ luôn, được chưa? Đấy, hoàn hẳn 10 tỷ luôn nha. Đây đang không có cái chân váy nào vừa ấy. Đang béo quá các chị yêu, đang béo ị đây. 130.000 thôi em ơi, 130.000 thôi. Quần em đang mặc có bán chị yêu nhá, quần em đang mặc có bán. Không phải là béo mà là do mình bầu bí thì mình phải tăng cân thôi, được chưa? Nó bụng mình rất là to, bụng đây các bạn nhìn này, bụng như này cơ mà mọi người. Đây này, bụng như này cơ mà, bụng đang bầu 4 tháng rất là to luôn ý. Nên là các chị thông cảm cho em các chị yêu nha. Chứ còn em mà kết hợp được em kết hợp luôn. Em dung trương dung tùng một chiếc này, dung tùng một chiếc, dung tùng một chiếc ok nha. Dr. Xuân, anh ơi, nhà em bị chặn like ở nước Đinh Anh hẳn rồi đó. Đang like nước mới này. Đây đang like nước Đinh rồi. Không biết là chặn mấy ngày, hiện tại là từ hôm qua đến nay không like nổi. Khổ thân. Hà Sinh một chiếc. Không biết là mấy ngày nữa, bây giờ hiện tại bây giờ không like được. Like là không, lại số điện thoại nha. Like là không ai nhìn thấy. Hà Sinh một chiếc. Hà Sinh ơi. Like. Hả? Đây đây đang like đích mới đây. Đinh Ngọc đây. Đang like Đinh Ngọc đây. Đây nhá, mặc thử một đây. Mặc thử nhá. À 43 cân em ơi, bao đẹp em ơi. Bao đẹp cái hàng này, ai chị cũng bao đẹp luôn, ai mặc cũng đẹp luôn, chị khẳng định. Khẳng định 100% ai mặc cũng đẹp nhá. Mẫu em đang mặc hết rồi. Của nhà chế nó đẹp đấy. Áo len của nhà chế nó đẹp, nó mặc lên nó đẹp đấy em ơi. Chị nói thật đi, chị phải công nhận hàng của chị đẹp. Chị phải công nhận hàng của chị đẹp. Tự tin sánh vai với hàng shop em nhá. Tự tin sánh vai với hàng shop 300.000 đến 400.000 luôn ấy. Khẳng định tự tin luôn em ơi. Đấy nhá, hàng nhà chế mặc lên ngực chị, các bạn nhìn hàng Quảng Châu nó lên form rất là chuẩn. Đấy chưa? Một hai tuần nay em toàn tự đi nhặt hàng cho các chị thôi. Toàn tự đi nhặt hàng cho các chị. Đấy, có xa xôi đến mấy em cũng đi nhặt hàng cho các chị. Đấy chưa? Rất là chuẩn. Đẹp lắm luôn đây các chị nhìn nhá. Em mặc màu trắng đây, nhìn thấy chưa? Màu trắng thì nó trắng da hơn. Chị nào mà thích cái màu trắng da hơn thì các chị lấy cái màu này cho em là sẽ rất là xinh. Quần em đang mặc là 80 chị yêu nhá. Quần đang mặc là 80 này. Quần có là quần capuchi cho em. Đây, quần capuchi đây. Được chưa? Bầu này, khi mà mặc lên nó rất là gọn dáng. Được chưa? Nó rất là gọn dáng hộ em luôn. Được chưa? Quần này mặc lên cực kỳ gọn dáng cho em luôn nhá. Quần áo nhà em thì có chuẩn hết cỡ. Được chưa? Chỉ có chuẩn hết cỡ luôn. Mặc chị nào mà eo to mà người mà phì các thứ gì, riêng quần áo nhà em lên cực kỳ chuẩn các chị yêu ạ. Lên cực kỳ chuẩn cho em luôn. Nó sẽ rất là gọn dáng của các chị luôn nha các chị yêu nha. Ơ Dung Tùng ơi, chốt số điện thoại chị nào. Dung Tùng số điện thoại luôn cho chị nha em nha. Cho chị quần ok chị yêu, lấy XL luôn hộ em ạ. Lấy XL luôn hộ em nhá. Bụng em nói thật là Tin Tin chị có chốt cho em đâu. Chị có chốt cho Tin Tin đâu. Cái mẫu này chị chốt cho Dung Tùng mày. Có mấy chiếc chị chốt cho mấy người thôi mà. Tin Tin chị phải hỏi cân thôi, chị có chốt cho em đâu. Tin Tin có đấy. Tin Tin có ấy ạ. À? Bạn này bạn em hỏi có 43 cân có vừa không mà sao em lại chốt. Lúc đấy chị bảo 30 cân có vừa nhưng... Bạn chị hỏi là có 43 cân có vừa hay không thôi mà. Nếu mà bạn chỉ hỏi thôi không vừa thì mình lại mình hỏi thêm. Bao giờ ai người ta ghi chữ chốt màu gì thì em mới chốt. Rồi người ta hỏi có 43 cân có vừa hay không, người ta có chốt đâu mà em lại ghi chữ chốt vào đấy. Mẫu Mẫn Tuệ một chiếc màu trắng. Chị đang mặc đây, mẫu Mẫn màu trắng nhá. Tin Tin chốt đen trắng đen đen đi.
Một cái len trắng, Mẫn Tuệ một cái len trắng. Ok em, Mẫn Tuệ có đơn chưa nhở? Ok, Mẫn Tuệ cho chị số điện thoại luôn đi em. Đừng chốt không có số điện thoại nhá. Chốt cho chị cái số điện thoại luôn em ơi. Em chốt cho chị yêu rồi, Hà Trinh ơi. Em chốt cho chị rồi ạ. Mỗi quần đen 53 cân gam mét bao nhiêu nhỉ? Triệu Thủy ơi, để mình lấy size cho. Nếu mà bạn thấp thì mình sẽ lấy size L, mà bạn cao thì mình sẽ lấy size M cho bạn nhá. Ngày xưa là tớ 53 cân cao 1m63, 1m64 là tớ mặc size M. Đấy. Bây giờ mà các chị mà 53 cân mà cao 1m50 thì các chị lấy size L giúp cho em, được chưa? Lấy size L giúp cho em mới mặc với vừa các chị yêu nhá. Rồi, ok, một mẫu tiếp theo của nhà em nó là hàng Quảng Châu chuẩn cho em này. Các chị ơi, là hàng Quảng Châu chuẩn cho em các chị yêu nha. Hàng Quảng Châu chuẩn cho em. Đây, nó là hàng len siêu dày hộ em luôn. Các shop đang bán là 380. Em sẽ sale có vài chiếc thôi ạ. Em sẽ sale có vài chiếc cho các chị yêu là có. Ở 1m55 để size L đi em ơi. LL cho chị Triệu Thúy nhá. Nó là hàng co giãn, được chưa? Cái này á, sáng như vì sao luôn. Em nói thật với các chị là sáng hơn cả sao luôn, đính đá cho em nhá. Sáng hơn cả sao này, các chị nhìn này, nó đính đá ở bên trong này. Rất là đẹp, nó đều được chốt đinh ở bên dưới, các bạn nhìn này. Nó đều được chốt đinh ở bên dưới cho em, nó rất là cẩn thận nhá. Mẫu này chỉ có vài chiếc nên em sale nốt cho các chị yêu từ 380 còn 150.000. Từ 380 sale còn 150.000, hộ em còn có vài chiếc nữa thôi, được chưa? Nên là em sẽ sale các chị yêu về giá gốc là 150.000 hộ em. À, chị yêu ơi, 50 cân em bao đẹp, chị em đã bảo là cái hàng đấy từ 40 cân cho đến bao nhiêu cân em cũng bao đẹp cho các chị. Các chị cứ về mặc không đẹp thì em cho chị, các chị trả lại hàng luôn. Cái hàng len đấy mặc dễ, mặc cực kỳ luôn ấy. Bạn nào cũng mặc đẹp hết cho em. Các chị có thể cái mẫu len vừa xong, các chị có thể phối với một cái sơ mi này. Đấy, vì nó cổ tim này, các chị phối với một cái sơ mi này. Các chị với chân váy đều đẹp này, chân váy xòe, chân váy dáng dài cũng đẹp cho em nhá. Các chị mặc với quần bò này, mặc với quần legging, mặc với quần trắng. Thật ra là cái mẫu đấy rất là dễ mặc luôn, cái mặc cái gì cũng được. Các chị cứ thử về kết hợp cho em mà xem. Không đẹp em hoàn tiền cho các chị yêu luôn nhá. Đấy, không đẹp hoàn tiền cho. Cứ thử về kết hợp mà xem. Áo thun đính đá nữa không shop? Em còn áo thun đính đá, được chưa? Đen bao nhiêu cân á? Mẫu này của nhà chị có size em ơi, hàng riêng hàng len này của nhà chị có size, được chưa? Riêng hàng này nó là hàng len chuẩn xịn có size luôn chị nhá. Có size số chuẩn xịn cho chị SML XL luôn em yêu ơi nhá. Mẫu này là có đủ size SML XL luôn cho chị. Đấy, mẫu này nó là hàng Quảng Châu chuẩn. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn luôn ấy. Đầy đủ tem mác túi bóng nó. Cái này nó là hàng công ty. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn là nói chung là Quảng Châu chuẩn thì cái gì cũng là hàng Quảng Châu rồi, nhưng mà nó là hàng của công ty luôn ấy các chị yêu nhá. Cái hàng này là túi sao trong vậy các chị yêu nhá, túi sao trong vậy. Đây các bạn nhìn len này. Đây các bạn nhìn len của nhà em nó rất là dày. Được chưa? Len nhà em nó rất là dày luôn các chị yêu ơi, rất là dày các chị yêu nhá. Đấy. Có cổ tim nữa Phương Vàn ơi, có cổ tim nữa nhá. Tí nữa chị sẽ len cổ tim nữa cho chị. Nói chung là mẫu nào chị cũng phải len mà. Mẫu nào chị cũng phải lên mà. Có chị bảo có bán chân váy. Em đưa chị mấy mẫu chân váy đi em. Chị có bán chân váy thì giờ chị không mặc cái chân váy nữa thôi. Chân váy giờ chị mặc thì nó kiểu như là nó khó chịu lắm ấy. Khó chịu cực kỳ luôn. Mẫu này 150 nhá. Đắt sắt ra miếng. Đắt sắt ra tiền luôn. Mặc nó chất. Mặc lên người chỉ có chuẩn đẹp cho em luôn nhá các chị yêu nhá. Mà bạn nào cứ thích mặc cái dáng kiểu form chung chung rộng rộng như này thì các chị mặc cái dáng này cực kỳ tây luôn ấy. Mặc dáng này cực kỳ phù hợp luôn nhá. Này đứng lên chị xem dáng dáng này. Mẫu này mặc với một cái quần da ấy, không đi thêm một đôi bốt nữa là rất là hợp nhá. Mỗi một mẫu này sẽ hợp một kiểu. Mẫu này các chị mặc với quần da này, không các chị mặc với chân váy xòe cũng được. Len chất cái gì nữa, chỉ có len thôi.
65 cân mặc XL giúp chị nha. Hà 5 tháng nha, mặc XL giúp chị. Không vừa chị bao vừa lên cho em ấy. Rồi. Mẫu này em có một chiếc này. Cái chân váy này em có một chiếc các chị yêu nha. Chân váy này có một chiếc size L giúp cho em các chị yêu ơi. Mẫu này có một chiếc size L giúp cho em này. Size L này đây các chị yêu ơi. Mẫu này là một mẫu chiếc size L cho em. Hàng của nó là hàng 2 lớp các chị yêu nha. Hàng này nó là hàng 2 lớp hết cho em. Chất quần của nó rất là dày. Còn một chiếc size L em sẽ sale cho các chị yêu là 120k hộ em. Một chiếc này sale nó cho các chị yêu 120k. Hàng này nó là hàng 150. Em sẽ sale cho các chị yêu là 120 hộ em. Được chưa? Sale cho ok 5 tháng em mới XL. Em lấy cho chị 5 tháng cái XL nha. Về nhận hàng không chuẩn XL là hoàn tiền cho. Đấy, đẹp chưa? Đính đá cho em nha, 48 cân không vừa chị yêu ơi, size L này là từ tầm khoảng 50 đến 55 cân. L này form bé các chị yêu nha, L này form bé cho em này. L này form rất là bé, 50 đến 58 à 50 đến 55 cân đấy các chị yêu nhá. 50 đến 55 cân là mặc vừa cho em thôi, form bé. Bởi vì nó là hàng không co giãn, nó có khóa ở đằng sau. Nó có khóa ở đằng sau nhưng nó không co giãn hộ em. Đấy, nên là form của nó rất là bé. Được chưa? Nên là có form bé cho em chỉ có duy nhất một chiếc 50 đến 55 cân hộ em. Chị Bảo Trang 48 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? 50 cân mà cao 1m60 là sẽ mặc vừa cái mẫu này nha. Được chưa? Chứ còn form này nó bé lắm. Đấy, 150 rồi đơn size XL. Ok chị Nabi lớp kèm túi mại cho em nào. 150 kèm túi mại cho em luôn nhá. XL ok chị yêu nhá. Về nhà không vừa là nhà Đinh Hinh hoàn tiền cho nha. Nabi lớp ơi kèm đối thoại cho em đi, đừng dồn đơn nhà. Để nhà em tí nữa em tìm đơn cho chuẩn nhá. Cái gì? Cái gì? Nabi lớp cho lại số điện thoại cho nhân viên dồn đơn cho chuẩn nha. Nào bác nào lấy mẫu này thì chốt hộ em nha. Một chiếc size L 50-55 cân. 50 cân là cao 1m60 cho chị yêu nha. 55 cân là cũng phải cao 1m65 ấy. Thì mặc vừa nha. Đây chị có màu tối không? Có màu tối đây. Mẫu này có size gì nha? Ok chị Thu Huyền một chiếc đen len đen XL ok chị yêu. Cái mẫu riêng mẫu len đen này của nhà em là có đủ size luôn nhá, tình yêu nha. Riêng mẫu len đen này có đủ size hộ shop. Rồi. Ôi cái mẫu này nhá, đẹp xuất sắc luôn cho em. Toàn bộ nó là hàng xịn đấy. Toàn bộ là hàng hàng xịn cho em ấy các chị yêu ạ, hàng xịn cho em này. Mẫu này hình như chỉ có size S thì phải. Cái mẫu chân váy này hình như là chỉ còn size S thì phải. Đấy, size S này là dưới 52 cân hộ em. Mẫu này nó là cạp chun dưới 52 cân mặc ok nhá các chị yêu nhá. Dưới 52 cân mặc ok hộ em. Chỉ còn nguyên size S nhá. Sale cho các chị yêu là 120.000. Mẫu này là mẫu 170 em sẽ sale cho các chị yêu 120.000 hộ em. Hàng này nó là hàng chân váy xịn rồi. Đấy, ra shop phải mua với giá là 250 hộ em khẳng định nhá. Chị yêu nào mua được dưới 250 em hoàn tiền. Đây là chất liệu da lộn cho em. Đấy, chất liệu da lộn và đặc biệt bên trong của nó là có quần đấy các chị yêu ơi. Đấy, chân váy bên trong này của nó là có quần hộ em các chị yêu nhá. Nên các bạn mặc yên tâm thoải mái là không bao giờ bị lo lộ hộ em. Đấy, nó rất là xịn. Ok này, chân váy 120 chúng ta tít thối một chiếc này. Dưới 52 cân là vừa nhá các chị yêu nhá, tít thối một chiếc này. Mẫn tuệ một chiếc 120.000 thôi em. 170 chị hôm nay thì chỉ bán có 120 nhá. Đấy, 170 chị bán có 120 thôi. Được chưa? Toàn bộ là hàng Quảng Châu tem mắc. Ơ có cả size L này. Có cả size L này các bạn ơi, có cả size L này. Ôi em ơi mẫu bò đưa em cho chị nào. Ôi mẫu này 60 cân cũng vừa các tình yêu ơi. 60 cân cũng vừa cho em. Thảo An Hương một chiếc này vậy thì 60 cân cũng vừa cho em nhé các chị yêu nha. Size L có cả 62 cân cũng vừa. Trần Thị Thanh một chiếc ok chị yêu. Không đẹp thì Minh Anh hoàn tiền nhé, có cả size L này. Đấy, chắc là em không kiểm tra hết size. Trời ơi, làm mất công người ta xê. Giá gốc. Có cả 50 mấy cân cũng vừa đây. Hàng này nó là hàng chun dễ mặc lắm. Bác nào cũng mặc được cho em. Ok, Thảo ăn hương 52 cân ok chị yêu nha. Trời ơi, dễ mặc lắm cho em luôn nhá. Bên trong của nó có quần nha các chị yêu nha. 120.000 cho em, bên trong có quần hàng cao cấp. Không cao cấp nhà Đinh Anh hoàn tiền nha các chị yêu nha. Không cao cấp hoàn tiền cho em. Toàn bộ bên trong của nó là có size, có lót bên trong. Ok, chị Hoa Nguyễn một cái L cho em nha. Hoa Nguyễn một cái L này, em không kiểm tra hết. Tại vì là em cứ nghĩ là size L này. Chị Hoàng Nghị này, em thấy Hoàng Nghị này mấy lần cứ thấy bảo lên lấy hàng nhưng mà có thấy lên lấy hàng đâu. Cứ chốt xong không để đấy xong mà chả thấy lên lấy hàng gì cả. Sao chốt như thế mà em không chốt hàng thế đâu. Ok, size S chốt. Cứ chốt cho Hoàng Nghị nhá, ngày hôm nay lên lấy hàng giúp thêm nhá. Đừng có không lên lấy hàng đấy. Rất là buồn đấy các chị yêu ạ. Đấy, đặt xong rồi chốt hàng của em.
lấy hàng của em nhé. Ok, Thanh Vũ một chiếc size L dồn đơn, ok chị yêu. Thanh Vũ một size L, ok này. Mắc công người ta sale, đẹp quá người ta sale. Ok, gửi cho chị, ok chị yêu. Mắc công. Đấy. Thanh Vũ ơi, kèm đối thoại cho em nhá. Thanh Vũ kèm đối thoại cho em. Em ơi, mẫu chân váy bò này còn không em? Thế á? Cái gì thế? Ai mà không còn, không có âm lọng của mấy đơn của Thanh, của tình yêu ở trên đây này. Hàng Nguyễn Sai M, ok em. Ôi, có mấy chiếc màu đen vậy? Đây nha, hàng Nguyễn M nha em nhá. Hàng Nguyễn M chị rủ ơi, mẫu này đủ size. Mẫu này đủ size, làm người ta mất công sale hàng cái này. Trời ơi, mẫu này đủ size cho em hàng Nguyễn M ấy này. Đẹp dã man, tuệ mẫn M luôn nha em nhá. Mẫn tuệ M luôn ấy. Có số rồi à chị yêu? Mẫn tuệ là M nhá. Ủa ôi, đẹp lắm cái tình yêu này, đẹp xuất sắc luôn cho em. Mẫn tuệ vừa lấy được như M, bạn ấy comment lại là M ấy. Lúc nãy là em sốt size S đúng không? Đổi lại size M cho bạn ấy đi. Mẫn tuệ size M ấy này. Đây các bạn đang nhìn cho em này. Đẹp lắm các chị yêu ơi. Đẹp lắm cho em nha. Đây này, chất liệu nó là chất liệu da lộn mịn các chị yêu nhá. Chất liệu da lộn mịn, hàng Quảng Châu chuẩn. Có đường may các thứ rất là chuẩn hộ em. Bên trong của nó là có phần lớp lót da này. Bên trong, à quên, bên trong là có quần. Bên trong các bạn nhìn bên trong quần này. Chất liệu quần của nó bên trong lớp lót nó cũng rất là đanh các chị nhìn nhá. Nó rất là đanh hộ em, được chưa? Đấy, các bạn mặc vô tư thoải mái, không bao giờ bị lo lộ. Thật ra là tớ bây giờ là tớ bầu rồi, tớ không mặc được mấy cái thể loại này nữa. Đấy, thì dơ lên có chị yêu nào vừa thì chốt 51 cân em mặc có chị size M, S cũng được em nhá. Thật ra nó là hàng co giãn này, em thích để nó dáng ôm body thì em lấy cho chị size S. Đấy, nó cũng tùy vào chiều cao của các bạn nhá. 51 cân 1m50 để lấy size M, 51 cân 1m60 thì em sẽ lấy cho chị size S chị yêu nha. 50 cân 1m60 là lấy size S cho chị đấy. Mẫu này có đủ size, mất công sản quá. Cái mẫu này nó là mẫu chân váy em yêu ơi. Chân váy 120 hàng cao cấp cho chị nhá. Mẫu này là 250, ngoài shop đang bán 250. Hôm trước chị bán 170 và hôm nay chị bán cho mọi người là 120 giá gốc. Ok, sang trang này SM chị. Trang này sang trang này 2 chiếc SM. Sang trang này 2 chiếc SM luôn. Còn tình yêu nào lấy M nữa thì chốt M cho em nhá. Xinh lắm, SML đủ size luôn. 2-3 chiếc SML được ra luôn nhé. Mẫu này còn 1 chiếc này. Đệ đệ lấy SML. Đệ đệ lấy SML đủ ra luôn nhé. Còn 3 chiếc khách hàng luôn nhé. Đang chết khách hàng luôn. Còn Phương Thảo ơi, còn em ơi. Da bomber xanh của chị còn nha. Trời ơi, cái màu này đẹp không? Màu nào cũng đẹp hết cho em. Màu nào cũng đẹp hết cho em. Màu nào cũng tây hết các chị yêu nha. Đố các tình yêu đi ra shop mà có cái dáng chân váy này đấy. Năm nay mới là dáng chân váy này ra nhá. Được chưa? Năm nay mới dáng chân váy này ra. Đây, đi Trung Quốc 2 hôm liền mới có hàng cho các chị yêu đây ạ. Đi Trung Quốc 2 hôm liền các chị yêu nha. Lấy hàng cho các tình yêu đây. Được chưa? Mẫu này mới ra tinh tình tình luôn. Chuẩn bị nhá. Cái hàng này của em nhập trước. Chuẩn bị các chị cứ ra shop mà xem, không bao giờ dưới 200.000 hộ em nha. Phải là 250, được chưa? Phải là 250 hộ em luôn nhá. Bao đẹp. Thôi cái bà đệ đệ này là con trai con gái vậy. Bà ấy chốt trêu trêu thôi. Toàn bộ là hàng bên trong là hàng hai lớp hết hộ em nha. Đây các bạn nhìn chất này, chất bên trong của nó các bạn nhìn rất là dày và rất là đanh các chị ơi. Chân váy này, mặt đằng sau này, mặt đằng trước này, mặt đằng sau cho em này. Siêu dày siêu đanh hộ em các chị yêu anh, mặt siêu dày siêu đanh nha. À, cái mẫu này của nhà chị mặc đến chân đầu gối thì em ơi, lại còn muốn thế nào nữa. Đấy, những bạn nào thấp là mặc đến đầu gối rồi. Đấy, bạn nào thấp là mặc đến đầu gối rồi. Còn riêng bạn nào cao thì đổi mẫu đó em nha. Lại hồn, không đổi chị yêu ơi, không đổi. Không đổi hàng. Mẫu nào chốt xong hàng đấy rồi, chị mua bên em nhiều lần. Gọi chốt cho chị nha, không treo đâu. Ok tình yêu, vậy thì em sẽ lấy cho chị SML đủ size nhá, mẫu này nhá. Mọi. Không treo đâu. Không treo nhá. Nghe tên con, nghe tên con ấy vậy. Nùng nick nào? Gọi cho chị đôi 559 giúp chị nào xem có đúng không? Mọi.
chị nhá. Ok, Trang Trang lấy ra SM chị. Trang Trang lấy ra một cái mẫu S này. Trang Trang cho chị số điện thoại đi em ơi. Cho chị số điện thoại luôn đi nha. Châu Trinh đúng không quen. 120 em ơi. Rồi, mẫu này của nhà tớ có một chiếc màu đen đúng không em? Một chiếc màu đen đúng không? Đen này 120 chỉ có size S thôi nhá. Đen này 120 chỉ có size S thôi, dưới 52 cân hộ em. Dưới 52 cân hộ em chỉ có size S thôi các chị yêu ơi. Chỉ có size S hộ em thôi, hàng FF nha các chị yêu nha. Tại vì hàng này bây giờ nó lẻ size rồi nên là em phải lên từng màu một cho các chị, được chưa ạ? Hết rồi, hết váy màu bò rồi à. Ừ, màu bò bạn Ngọc Trương hình như bạn được chốt rồi mà. Đâu? Ngọc Trương ai? Đổi sang ba cái này. Ai? Để em. Ai bảo vậy lấy thêm cả ba cái này mà. Lấy thêm ba cái. Chị lấy luôn ba cái màu da SML mà bị sao vậy? Cho chị màu ghi size M hết rồi chị yêu ơi, màu ghi size M hết rồi nhá. Màu ghi size M hết rồi. Ok Phương Thảo. Em mới lấy hộ chị cái Phương Thảo cái bomber màu xanh size L cái em. Bomber màu xanh size L này. Ok đợi em lấy cho chị xem nha. Nào, màu đen cho em nhá, có nguyên size S dưới 52 cân. Bác nào lấy được chưa ạ? Chân máy này hết hàng rồi. Còn nguyên màu đen ok cho Trần Thị Thanh một chiếc này. Hết hàng rồi các chị ơi, hết hàng rồi, không còn hàng đâu. Hết sạch không còn một cái nào luôn nhá. Chân máy này em lấy được ít hàng lắm. Hả? Rồi, ok nha. Em cho nhân viên nhà em là bán em đi có việc gì các chị yêu nha. Cho nhân viên bán. Không, bán rồi, lấy cho chị một giấy kia. Gọi liên liền luôn cho chị đệ đệ cái nào. Gọi liền luôn chị đệ đệ cái. Chị Yến gọi anh kìa. Eo 74 mặc được em ơi, eo 74 mặc được. Nhân viên nhà chị eo nó cũng eo tầm đấy. Màu nâu cái kìa. Đây đây đây. Đưa cho chị Phương Thảo cái áo màu da size L cho chị xem đã nhá. Có ở đấy, mở ra là có. Size L đâu, size L đâu? Lấy cho Phương Thảo cái áo da size L đi cho khách xem nào. Ôi thay cái áo đi ra ngân hàng. Đây áo da size L của chị Phương Thảo đây nha. Size L. Đây size L đây ạ. Chị Phương Thảo ơi, áo da size L nha. Áo da size L này làm áo da bao nhiêu chị? 230. Áo da 230 nha chị Phương Thảo ơi. Chị Minh Thư đâu? Chị Phương Thảo ơi, áo da 230k nha. Chị có chốt không ạ? Đây em mặc thử, em cũng mặc size L nhá. Đây, em cũng mặc size L. 230k nhá. Số em ở thị trấn Mia ra viện Ninh Bình nhá chị ạ. Chị Hành Lá nhá. Chị Hạnh La hay là Hành Lá đấy. Đây ạ. 230k chị Phương Thảo. Đây em đang mặc thử chị Phương Thảo ơi. Đây đằng sau là có theo nhá. Đằng sau có theo ạ. Không đi nữa chị. Đằng sau có theo hoa cho em nhá. Hàng áo gió bên trong là lớp lót gió cho em, bên ngoài là lớp da nhá. Áo da bên trong là lớp lót gió này. Đây chất rất là dày, chất da dày lắm ạ. Chị Phương Thảo có lấy không thì bình luận cho em biết để em còn qua mẫu cho chị Phương Thảo nha.
Chị ơi, tiếp theo là vẫn là chân váy đen vừa nãy em. Chân váy đen size S này. Size S này là từ 45 cân, 40 cân cho đến 45, 47 cân là mặc vừa nhá. Cái chân váy này nó có giãn nên em 52, 53 cân vẫn mặc vừa. Chân váy là 120k. Chân váy 120k nhá. Em còn 4 chiếc nữa nha. Còn 4 chiếc nữa. Chân váy chất rất là xịn cho em, chất dày dặn ạ. Chất dày dặn ạ. Đây bên trong là có quần, quần lớp 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 gió nhá. Bên trong là có quần ạ. Hôm trước đã gửi chưa? Chị Hà Trinh ơi, hôm trước đơn hôm trước bọn em gửi hết rồi nha. Đây bên trong có quần. Chân váy 1m6 mặc đến đâu? Chân váy 1m6 đây em 1m6 đây em mặc ở đây ạ. Em là 1m65 nhá. Em 1m65 là mặc gần đến đầu gối ạ. Còn chị 1m6 thì chắc là cũng tầm đấy ạ. Có chân váy đen size L không? Chân váy đen size L thì còn chân váy đen size L nha. Vẫn còn chân váy đen size L nha. Có chị nào chốt cái chân váy size S này không ạ? Chân váy chất gì vậy? Chân váy này là chất chất đẹp lắm các chị ạ. Em không biết là chất gì nhưng mà nó đẹp, đẹp dã man cho em, chất rất là đẹp nha. Sâu giả hết của 100, 200, 300 được không? Có đẹp không? Chân váy ạ. Có áo da cao cổ không? Em không có áo da cao cổ nhá. Chân váy đây các chị ơi, chân váy ạ. Chân váy hàng FF cho em. Chân váy in chữ FF cho em nhá. Ra chị bán cho. Xin nhé. Không có size L em ơi, chân váy không có size L nhá. Rồi. Áo dạ và áo phao chị chưa nhận được. Số điện thoại đuôi 139 em liên lạc cho chị. Cho chị biết ba đơn rồi không sao em nhận được rồi. Còn đơn đầu chưa nhận được kiểm tra giúp chị nhé. Ok chị Hà Anh. Em mới ghi lại hộ chị số điện thoại của chị Hà Anh đi em. Hà Anh 0969 665 139. Chạy sang hỏi bên kia theo giúp chị. Nào, mẫu này có một chiếc nha. Mẫu này có một chiếc cho em C120. Được chưa? Mẫu này có một chiếc C120 cho em mẫu áo len đính đá ở phần cổ các chị yêu nha. Len đính đá ở phần cổ hộ em rất là xinh các chị yêu ơi. Đấy, len đính đá ở phần cổ cho em rất là xinh luôn các chị yêu nhá. Còn một chiếc duy nhất. Được chưa? Mẫu này chỉ còn một chiếc duy nhất hộ em 120 các chị 120 các chị yêu nhá. Chị nào lấy mẫu màu trắng thì chốt hộ em cái mẫu màu trắng này kèm số điện thoại. Được chưa? Ngọc Hân Trần cái gì dồn đơn ấy chị yêu ơi. Ngọc Hân Trần chốt mã nào dồn đơn vậy? Hả? Ừ. Rồi ok, chốt cho chị nào đây ạ? Ngọc Hân, chị Dung Nguyễn ạ. Chị Dung Nguyễn lấy mẫu 120 ok chị nhá. Dung Nguyễn lấy mẫu 120 ok. Đây. Hả? Cái gì? Dung Nguyễn ơi, có hai Dung Nguyễn nhá. Cho số điện thoại lại giúp em nhá. Nay Lan ít mới là tương tác tốt thế hả? Bán được nhiều khách, mấy trăm cái. Rồi. Tiếp tục hộ em nha. Rồi chị ơi, hai đơn đó rồi chị em ơi, đơn đó hai gần rồi em để em biết kiểm tra rồi ok chị nha. Tiếp tục này, mẫu này nó là mẫu len hàng hàng pha hộ em. Nó là mẫu len pha hộ em cổ tim các chị yêu nha. Mẫu này nó là mẫu len pha cổ tim hộ em, được chưa? Mẫu len pha cổ tim dày hộ em. Đấy, rất là dày đẹp hộ em, được chưa? Đấy các bạn nhìn này. Nhá, cái mẫu len pha này lúc nãy chị yêu nào lúc nãy thích cái màu pha này thì báo luôn hộ em cái màu pha này cho chị yêu nha. Chị nào lấy cái mẫu len tim pha này thì chốt hộ em len tim pha. Vẫn là hàng 120 hộ em. Được chưa? Hàng 320 sẽ sale các chị yêu 200.000 luôn. Đấy, so với giá shop là 200.000 hộ em luôn. Các bạn cứ thử ra shop mà xem. Không bao giờ nhận được hàng, không bao giờ so sánh à, không bao giờ mua được cái hàng 320 này các chị ở hàng 120 này nhá. Đấy, chị chốt rồi, đơn rồi. Phải chị đổi nick này luôn mà là Facebook của chị nó đang bị hạn chế, nó đang chặn like lại nên là chị phải sang cái nick này thôi chứ chị đổi làm cái gì. Nick kia nhà chị 38.000 người xem mà nick này có ai theo dõi đâu, nick này có ai theo dõi đâu. Đấy, nick này của nhà chị bây giờ hôm nay chị mới like mà, nick mới này của chị hôm nay chị mới like mà.
Có ai theo dõi chị đâu mà chị chẳng phải sang cái lúc này. Tại vì nick kia nó đang bị chặn like. Chặn like mất 2 hôm rồi, hôm qua và hôm nay chị bị chặn like mất 2 hôm rồi. Nên là chị phải sang cái nick này ấy. Chứ không ai muốn đổi nick cả làm gì cả. Chứ không ai muốn đổi nick này để mà phải bán hàng sang nick này cả. Bán mới, bán nick mới nó vất vả lắm chứ. Nói chung là